cái nó đã ấy. Chào mừng mọi người đã tới với livestream của chương mai của Chú Hoài Bảo nha. Chiều nay qua quá quen. Ô ô ô ô ô ô. Hello mọi người. Hello. Chúng ta sẽ tới với phiên live kể chuyện ma của Chào Hoài Bủ vào thứ tư, thứ sáu, chủ nhật hàng tuần lúc 9 giờ tối nha mọi người. Oh hello, hello Lục nha. Hello Penguin, hello Phương Bè. Muối ngon, cái gì vậy má? À bữa em mới mua muối của anh đúng không? Bữa em mới mua muối chứ gì. Oh, 1000 bạn bắt đầu cái chuyện ma nha. Ê hôm nay chuyện tao xấu quá à, tao phải đem đồng bọn tao qua đây. Ê, tao kể chuyện ma mà mạng tao gì nè mày. Tao sợ quá à. Tụi em ơi. Ê, không chuyển nick được luôn. Ê, chuyện ma hôm nay sợ đó nha. Tụi em ơi, anh sợ quá à. Tụi em mua cho anh một cái Samsung Galaxy Flip 6 được không? Má thì lên coi cái điện thoại mới đẹp quá trời luôn. Thôi 2 năm nữa đi mua để dành tiền. Để dành tiền hả? Nhiều khi 2 năm nữa không muốn mua nữa. Thôi anh không có thích xài cái kia nữa. Muối tôm gì? Nè anh bỏ đẹp trai vậy, cảm ơn em. Muối tôm ngon quá, cảm ơn Dahin nha. Cảm ơn người đẹp đã gửi hoa nha. 1000 mẹ bắt đầu cái chuyện ma nha. Gì vậy bé? Con chừng nó ăn bậy nha. Ừ, đưa con chó đây coi. Trước khi 1000 bạn tao kể chuyện này trước đã. Đưa đây. Con khốn nè. Xin giới thiệu. Tụi bay biết á, anh ruột tụi bay á, đâu có dám ăn đâu. Kiếm tiền trả nợ. Kiếm tiền để lo cho gia đình. Tao một ngày á, tao nhịn ăn. Chứ tao cho nó ăn là ăn Royal Canin. Cho nó ăn á, là ăn hộp vịt lộn. Vậy nha. Mà cái bịch bánh mà anh hay mua, mà anh hay ăn trên live cho tụi em xem, bịch bánh trà bông á, cái bịch bánh hai lớp trà bông á, 10.000 một cái thôi. Anh cột lại, anh thắt lại, anh để ở trong cái bàn ở trên cao nha. Nó nhảy lên, nó tháo cái bịch đó ra, nó lấy cái bánh ra, nó liếm hết hai mặt trà bông luôn. Nó không ăn cái bánh, nó liếm đúng hai mặt trà bông. Không còn tương lai nữa. Về nhà tao thấy tao kêu nó hoài mà nó không xuống là tao biết là có thể là nó đã làm gì sai rồi. Tao nhìn xuống tao thấy nguyên một cái ổ bánh của tao. Nguyên một cái ổ bánh luôn mà nó tháo cái bịch ra. Cái bịch cột rồi nó tháo cái bịch ra. Nó ăn mà nó không ăn bánh, nó ăn đúng hai lớp vào ông của tao. Có 10.000 thôi. Đây. Trước khi tao kể chuyện ma đây. Cho làm xiếc. Đứng yên. 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 Đứng lên cho tao. Mày lại mày xin lỗi cộng đồng mạng cho tao. Tại sao mày ăn cái bánh của tao? Mày ăn hết hai cái miếng trà bông của tao. Đứng yên. Quỳ cái chân xuống là ăn đòn. Quỳ cái chân xuống là ăn đòn nha. Tại sao lại ăn bánh của bà? Nhìn vô đây. Nhìn vô tao. Đây. Không có nhìn con Phượng. Nhìn vô. Không nhìn tao. Rồi kể chuyện nè. Rồi mình kể nha. Câu chuyện đầu tiên á, cảm ơn khó chịu vô cùng, cảm ơn hết chơi nha. Câu chuyện này á là một lời cảnh tỉnh cho các bạn, những cái bạn nào mà hay nói chuyện sốc ốc người ta đó. Ví dụ như con Phượng. Vô gì? Bạn nào ở đây hay nói chuyện sốc ốc người ta thì comment cho mình số 1 nha. Rồi mình xin tên của một anh đi ạ. Anh Khải đi. Anh Khải đi. Rồi. Cái anh Khải này, hôm đó là đám tang, có nghĩa là cha vợ của ảnh mất và đang chuẩn bị làm đám tang. Thì vừa mất á, thì cái anh Khải này nè, ảnh mới đi gọi là mua hòm. Thì sau khi ảnh đi mua hòm xong thì ta nói rồi, người Việt Nam mình á, kiểu mà gặp người thân thì thấy ai mà làm cái gì thì mình hỏi, hiểu không? Thì anh Khải này vừa dắt cái xe ra, có nghĩa là ảnh mua cái hòm mà ảnh chở cái hòm về luôn á. Ảnh là người tự mua cái hòm rồi tự chở cái hòm về.
Thì xong rồi cái bà Tư này gọi là bà Tư gì? Nói chuyện sóc ốc là xào ốc đó Huyền, nói chuyện sóc ốc là biết sao không? Chỉ cho. Sóc ốc không biết hả? Nè anh chỉ cho chân thành nha. Nói chuyện sóc ốc á là vừa nói chuyện mà vừa hút cái ốc lên xào dừa á. Khi mà em vừa nói chuyện á, em vừa hút cái ốc lên xào dừa là nói chuyện sóc ốc đó. Nhiêu tuổi vậy? Trời ơi, cái đó là hiếm ai biết lắm. Cho nên cái đó là cái kiến thức khó, ít ai biết á. Cho nên là anh chia sẻ cho em nha Huyền nha. Lấy Tư Huyền luôn đi. Cái bà Tư Huyền này nè, bà mới kêu: Ủa Khải, mày đem cái hòm này về cho ai vậy? Mày chở cái hòm cho ai vậy? Thì thằng Khải nè, nó nói chuyện sóc ốc quá. Nó nói bà Tư Huyền vậy nè: Con mua về cho con á. Con mua về cho con nằm á. Đó. Đó. Xong rồi này nó chở cái đó về. Xong rồi sau khi mà chở nó về nha, thì mày có hòm rồi thì mày phải mua đồ cúng. Hiểu không? Thì sau đó thằng Khải này á, em mày đuổi nó ra ngoài đi không thôi nó phá. Mày đuổi nó ra ngoài được không? Nó phá. Rồi. Cho nó ra ngoài đi, nó phá. Tao chơi nó rồi. Mày có chuyện gì mình tập trung đi. Cái xong rồi thằng Khải này nó mới đi mua con heo quay. Có cái hòm rồi thì phải có đồ cúng. Nó mua con heo quay về nó cúng cho cha vợ nó. Thì cái bà Tư Huyền xuất hiện nữa. Bà Tư Huyền mới nói là: Khải ơi, mày chở con heo đi đâu vậy? Cái xong thằng Khải này nó mới kêu: Tôi chở về tôi cúng tôi á bà. Tôi chở về tôi cúng tôi á. Nói vậy đó. Nó nói vậy đó. Đó. Mà bà lúc đó bà chưng hửng luôn, bà sượng chân luôn. Bà nói là: Ủa mình có làm cái gì đâu ta, mà sao mà nó nói chuyện sóc ốc mình quá vậy. Nó nói chuyện sóc ốc mình nó vậy. Mà ừ đúng rồi đó, hơi quở, nói chuyện hơi quở. Cái xong mình đi về nhà cũng lo đám tang xong. Thì một thời gian sau á, thì cái anh Khải này ảnh mới phát hiện ra một cái bơm mìn. Ờ, như các bạn biết á, hoặc là các bạn không biết, thì sau khi mà chiến tranh xong một thời gian á, thì quân ở bên giặc á, người ta hay lắp những cái bơm mìn để cho kiểu giống như là người dân mình đi á, trong khoảng thời gian chiến tranh á, nó nổ, có những cái nó hoạt động, có những cái nó không. Thì anh này ảnh tìm được một cái nó không hoạt động, thì ảnh mới đem cái bơm mìn này. Tại vì thường á, người dân á, người ta thường hay cưa bơm, cưa mìn để lấy cái miếng gì đó để làm cái nền đất á, để làm cái nền nhà cho nó chắc á. Thì người ta sẽ cưa cái quả bơm mìn đó, xong rồi người ta lấy cái đít của nó để làm cái nền nhà cho nó chắc, làm một cái trụ gì đó, làm một cái nền nhà gì đó cho nó chắc. Xong rồi, ôi cảm ơn mấy bạn, cảm ơn bạn Đăng, cảm ơn bạn Nhật Linh đã chia sẻ, cảm ơn bạn Ngư Ngọc, Cu Ti đã chia sẻ, Kiều Linh đã chia sẻ, Phiên Lai Chanh nha. Thì lúc này á, cái anh Khải này á, ảnh mới đi vòng vòng trong xóm. Ảnh đi vòng vòng trong xóm, ảnh hỏi là: Ờ, có ai muốn làm cái, có ai muốn cưa bơm với ảnh không? Ảnh đang đi tìm một cái partner để cưa bơm với ảnh. Trong xóm ai cũng sợ bị nổ hết á. Trong xóm ai cũng sợ bị nổ mìn á. Ai cũng sợ bị nổ mìn. Cho nên là người ta không có dám. Thì ảnh mới chạy qua nhà người bạn thân của ảnh. Đó, ảnh chạy qua nhà người bạn thân của ảnh. Người bạn thân của ảnh đặt tên gì giờ ta? Bạn thân của ảnh đặt tên là Đào đi. Đặt tên Đào đi. Thì cái thằng Đào này nó thân với anh Khải lắm. Thì cái thằng Đào này nó mới nghe anh Khải là cưa bơm. Thì thằng Đào nó sẵn sàng nó hỗ trợ luôn. Nó sẵn sàng nó hỗ trợ luôn một tay vịn để cho anh Khải cưa bơm. Đó. Xong rồi mà cưa thì cưa biết ở đâu không? Cưa ở nhà hàng Đào. Thì hai anh này cưa làm sao đó không biết nha. Hai anh này cưa sao không biết nha. Bơm nó nổ, mìn nó nổ. Ta nói là thịt văng tứ tung luôn, bộ lòng văng lên cây, tay chân mỗi thứ một nơi. Rồi gan ruột phèo phổi gì nó bay hết khắp xóm khắp làng luôn. Có một cái ông kia, ổng đứng ở xa xa nha, mà ổng còn dính nữa. Ổng cháy nguyên một cái người của ổng luôn. Ổng cháy luôn nguyên một cái người của ổng luôn. Là hai cái anh này đi luôn. Anh Khải với anh Đào đi luôn. Thì cái lúc này á, Còng Không Hàng Khang á, sau khi mà cái vụ nổ nó xảy ra á, thì Còng Không Hàng Khang mới gọi là đi lên hiện trường để gọi là gom, nhặt từng miếng thịt
gom xong rồi đem, có nghĩa là nhặt được cái gì thì nhặt, nhặt được cái gì thì hay cái đó, tụi bay hiểu không? Sau khi mà nhặt xong thì kiểu giống như là đêm hôm đó là bà vợ của ông Khải, bà vợ ông Khải tên gì vậy ta? Tên gì vậy ta? Bà vợ của ông Khải tên là Nguyên. Đó, thì cái bà Nguyên này nè, bà mới nằm mơ. Mày một lần nữa. Rất là ồn ào luôn. Một lần nữa là tao bát mày đó. Tao bát đó. Tao bát 4 triệu năm đó nha. Đó. Rồi xong. Thì đêm đó bà Nguyên, bà Nguyên á, bà mới nằm mơ thấy ông Khải về. Mà ông Khải về á, ông Khải mất một cái bên tai gì nè. Ông Khải kêu á là, ông Khải khóc, ông Khải kêu là em ơi, em kêu người ta đi tìm cái tai cho anh đi, còn một cái tai nữa ngoài kia mà người ta chưa có tìm được. Anh còn thiếu một cái tai nữa em ơi, em đi tìm cái tai cho anh nha. Anh còn thiếu một cái tai nữa. Cái tai của anh ở ngoài kia kìa. Em kêu người ta đi tìm cái tai cho anh đi cho nó đủ. Cái xong rồi hả, sáng hôm sau là phải lật đật đi ra, theo như lời của ổng kể là cái tai của ổng nằm ở đâu, phải đi ra ngoài cái mương đó mà lục cái tai, cầm cái tai lên. Nửa đêm nha, là không ai dám đi cái con đường đó hết á. Bởi vì đi cái con đường đó đó nha, cảm ơn Mỹ Phụng nha, đi cái con đường đó đó là đêm là sẽ thấy hai cái anh này ngồi ở trên cây. Hai cái anh này thành quỷ rồi. Anh Khải với anh Đào là sau khi mà mất như vậy đó, bị oán khang á, là tại sao mà mình mất trẻ như vậy á, cho nên là hai anh trở thành quỷ, đi đâu cũng nhát hết. Mà anh Khải được cái nha, ảnh thành quỷ rồi nhưng mà ảnh vẫn hay thường xuyên về thăm chị Nguyên. Mà đêm về ảnh thăm á nha, là chị Nguyên đang thí dụ như ngồi chải tóc gì đúng không, thí dụ cái giường ở đây đúng không, cái gương chải tóc ở kế bên cái giường đúng không, chị đang ngồi chải tóc gì nè, thì chị nghe một cái bịch, chị nghe một cái bịch, quay qua thấy cái đầu rớt xuống, thấy cái đầu chồng mình rớt xuống, nhìn mình cười hai chào em kiểu vậy á, nhìn mình cười chào em, là lâu lâu là vậy đó, đi về là rớt cái đầu xuống vậy đó. Tại vì cái người là lắp ráp lại á, tại vì bị nổ á, bị banh chành á, cho nên là phải lắp ráp lại đó, là vậy đó. Rồi xong vậy nè, đây tao kể tiếp cho tụi bay một cái chuyện. Tao nhờ cộng đồng mạng dí cái con nhỏ gửi chuyện cho tao, nó gửi chuyện đảng hậu lắm, nó gửi như vậy nè. À, xin phép một cái tên đi, tên nữ đi. Nữ đi, nữ tên là gì đây? Nữ đi, con nhỏ nó tên Băng đi. Khiết Băng. Khiết Băng. Gì? Con Phượng ghét con nào tên Băng lắm. Khiết Băng đi. Rồi, Khiết Băng nó thích một thằng. Thằng đó tên gì? Thằng đó tên gì? Cái gì Đoàn Di Băng vậy? Má má cái gì đó. Thằng đó tên gì? Thằng đó tên Kiệt đi. Kiệt Lạc. Ok, thì Khiết Băng rất là thích Kiệt Lạc. Cross Kiệt Lạc. Mà nói chung là ngày nhớ đêm mong, không thể nào mà thoát khỏi hình ảnh của Kiệt được. Thì Khiết Băng cứ ở bên Kiệt và cu Kiệt, tại vì mấy đứa này học chung, cho tới một ngày là chuẩn bị bát này đó. Cho tới một ngày á, thì Khiết Băng nó phát hiện ra là thằng Kiệt Lạc này nè, nó thích một con nhỏ khác, không phải là Khiết Băng. Nó thích nhỏ tên Bích Ngọc. Bích Ngọc nè nè, thích nhỏ tên Bích Ngọc. Thì con nhỏ Bích Ngọc này nè, là nó là, nó cũng là nằm, nó cũng là ở trong lớp của hai đứa này luôn. Nhưng mà kiểu mà thằng Kiệt á, nó thích con Bích Ngọc một cách lặng thầm á. Nó không có nói cho con Bích Ngọc nghe. Cho tới một ngày, con thằng Kiệt này nó tỏ tình con Bích Ngọc ngay tại trong lớp luôn. Kiểu mà nến và hoa đó, biết không? Kiểu mà núp ở dưới bàn giáo viên rồi xong ú à. Kiểu mà hả, núp ở trong bàn giáo viên mà ú à đó má. Từ chối đi, không má. Con Bích Ngọc thấy như vậy là quất liền luôn. Ừ liền.
bị bùa muốn kê mà đó, thích một phát là vừa cầm bánh kem lên hỏi là đồng ý làm bạn gái không, là quất liền, con Bích Ngọc quất liền, hốt liền, không thể để chậm trễ. Thì lúc này con Khiết Băng nó đứng ở ngoài, nó cảm thấy tức thì nó mới tỏ tình với anh Kiệt, nó mới tỏ tình với anh Kiệt luôn. Ê, người ta đồng ý quen nhau rồi mà bây giờ má này nhào vô tỏ tình. Khúc này rất kỳ nha Băng nha, rất ê luôn á. Tự nhiên dậy xong rồi cái nhào vô, cảm ơn Phương Baby đã chia sẻ nha, nhào vô cái tự nhiên làm người thứ ba. Cái xong rồi thằng Kiệt từ chối, thằng Kiệt từ chối thẳng luôn mà. Cái xong rồi con nhỏ này nó quê, nó về nhà nó tức tối, xong rồi nó quyết định là nó chơi ngải. Nó còn nhỏ mà nó chơi ngải, tụi bay tin không? Tụi bay không tin đúng không? Lát hồi ta còn kể nhiều chuyện nó vi diệu lắm. Cái con này nó mới chơi ngải cái thằng này. Thì cái ông thầy kia, nó đi cái ông thầy kia cho nó một cái loại bùa, một cái loại phép, và nó ghi tên họ thằng này vào, và nói chung là nó làm một cái gì đó. Cho tới sáng ngày hôm sau, sau khi mà nó làm cái trò đó đó, sáng ngày hôm sau nó vô trong lớp, thì cái thằng này ngay từ ánh mắt đầu tiên mà nhìn thấy nó, có nghĩa là thằng Kiệt, ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó là thằng Kiệt quay qua chia tay con nhỏ kia liền luôn. Thằng Kiệt quay qua chia tay cái con Bích Ngọc liền luôn, Bích Ngọc chân hửng luôn. Yêu chưa được bao lâu hết, chưa được hả, chưa được 30 ngày, quá ngắn để yêu, để anh biết rằng ta không thuộc về nhau. Mày nhớ bài đó không Phượng? 30 ngày yêu, chưa được 30 ngày yêu Đông Nhi nữa. Chưa được 30 ngày yêu Đông Nhi nữa là Bích Ngọc đã bị ra chuồng gà rồi. Cái xong rồi hả, Bích Ngọc chân hửng luôn. Thì cái thằng Kiệt này tự nhiên nó nói là nó thích, nó yêu cái con Khiết Băng này. Và nó với con Khiết Băng này quen nhau luôn. Nguyên một cái lớp ai cũng hết hồn. Nhưng mà thằng Kiệt nó giống như là bị bỏ bùa, cái mặt bị bỏ bùa là thấy rõ luôn. Con Khiết Băng nói gì là nó làm theo, kêu gì là nó làm theo. Nói chung là nó thể hiện nha là nó rất là yêu con Khiết Băng luôn. Cho tới khi á, là cái con Bích Ngọc này nè, nó cảm thấy nha là nó có một vấn đề gì đã xảy ra, và nó đi theo cái con Khiết Băng này luôn. Thấy ghê không? Nó stalk con Khiết Băng này luôn. Mà thấy tụi nhỏ không? Ví dụ như tao với con Phượng hồi nhỏ, ví dụ mà bị bỏ đi hay là chia tay hay là cái gì đó đi, là thôi kệ mẹ nó đi, nó muốn làm gì nó làm, mình đi uống sinh tố hay là mình ăn cá viên chiên. Còn má đi theo tới nhà luôn, hơn tụi tao nhiều. Đi theo tới nhà con nhỏ này, tại vì nhà mấy đứa này á là ở dưới miền Tây, thì nhà nó sẽ có nguyên một cái sân sau rộng á, tụi bay hiểu không? Nó đi theo nhỏ này, nó thấy nhỏ này đi tới sân nhà, nó rình cái sân sau nhà nhỏ này luôn. Tại vì nhà hai đứa này nó cũng gần nhau, hiểu không? Sau khi mà cái con Bích Ngọc này rình á, thì thấy nha là cái con Khiết Băng này ghi một cái tờ giấy gì đó, xong rồi đem cái tờ giấy đó ra chôn ngay cái gốc cây bự ở dưới, ở sau nhà nó. Thì cái con Bích Ngọc này leo vô xong rồi đào lên coi, thì phát hiện là bên trong đó là tên của Hằng Kiệt và một số dòng chữ nguệch ngoạc như vẽ bùa vậy đó. Xong rồi lúc này nha, con Khiết Băng này nó mới đồng thời, lúc đó là con Bích Ngọc nó tạo ra một cái tiếng động lớn, thì con Khiết Băng nó đi ra phát hiện con Bích Ngọc. Mà má này kể tới đây nín luôn, kêu là để ngày mai em kể tiếp, mà tới bây giờ là bao nhiêu cái ngày mai rồi tao chưa thấy nó kể. Không biết em có trong livestream này không, chứ tại vì tao tức quá, tao phải kể để cho mấy đứa này cũng không biết phía sau là gì luôn, để cùng tức chung với tao, chứ tao không chịu tức một mình. Rất ê nha. Có nghĩa là bây giờ tao cũng muốn biết lắm mà giờ nó không nói cho tao nghe. Nó kêu nó mệt quá, mà nó mệt tới hôm nay luôn. Nó gót tao tới hôm nay luôn. Cho nên là tao truyền cái tức này cho tụi bay, hãy tức cùng nhau nhé. Trời ơi má, tới khúc đó là ủa alo dẫn mặt hả, là sao nữa? Tao nhắn gọi tao kêu gì vậy bà, kể tiếp đi chứ bà, mấy cái ngày mai rồi. Bây giờ tao kể chuyện khác đi. Fan tao qua ăn mì ý bên quán tao hôm qua á, mới ngày hôm qua luôn. Cái này tao kể Phượng mày nghe luôn nè. Con bé đó mới sinh năm 2005 thôi.
thì nó qua quán anh với bạn nó để ăn kỷ niệm 4 năm rưỡi tình bạn. Mình xin phép đặt tên con bé đó đi ha. Kết bài không có, cho nên phải kể tiếp nè. Bé nó tên gì vậy trời? Con bé nó tên Như Quỳnh đi. Thì cái con Như Quỳnh này nè, sau khi mà nó ăn xong á, thì nó mới quắt anh lại và nó nói chuyện với anh. Thì nó nói chuyện, cái anh tính, anh tưởng á, anh tưởng là chụp hình hả em? Ta tưởng vậy, hiểu không? Tại vì qua quán rồi, ví dụ mình chụp hình nhau làm kỷ niệm, cái hả, tao thấy nó quắt tao lại, cái xong rồi tao chạy qua tao kêu chụp hình hả em? Cái nó kêu không, em bị chơi ngải. Ủa là sao? Cái xong rồi tao kiểu tao bị sượng chân luôn á. Tao kiểu em tao nghĩ trong đầu, trời đất ơi sao tự nhiên bé này nói mình vậy vậy ta? Mình đâu có phải là thầy bà đâu, bởi vì các bạn biết sao không? Không phải nhất thiết người ta kể chuyện ma là người ta biết, là người ta biết trừ tà diệt yêu đâu. Mình thấy ma mình còn sợ mà. Mình hay hết hồn bể bóng trên livestream, các bạn biết mà, mình rất là sợ ma. Mình kể chuyện ma vậy thôi chứ thật sự ra mình rất rất là sợ ma. Cái xong rồi cái bạn này, cái bé này mới nói là, anh mới hỏi là tại sao em biết. Thì anh chưa có đọc được cái, nó chưa có kể lại cái câu chuyện rõ ràng, nhưng mà bây giờ anh sẽ thuật lại. Mà tại vì biết sao không? Anh thuật lại vì anh có khuyên, những cái lời khuyên của anh trong cái câu chuyện này, và anh cũng muốn tụi em nghe cái lời khuyên của anh. Thì con bé này nó li lên đây á, là chỉ mong được được tiếp gì là để nói chuyện với anh, để anh truyền một cái động lực hoặc là một cái lời khuyên. Thì lý do chơi ngải là vậy nè. Nó có quen thằng kia, con Như Quỳnh này nó có quen thằng kia, đặt tên thằng đó đi. Con bé Như Quỳnh này nha, rất là dễ thương luôn. Nó năng động cực kỳ, mà nó là dạng bé là dạng chubby đó, năng lượng lắm. Đặt tên gì đây? Đặt tên Nhân đi, thằng đó tên Nhân đi. Nhân. Thì cái con bé này nè, nó có quen cái thằng Nhân này. Sau khi mà nó quen thằng Nhân này một thời gian á, thì hai đứa này á không có hợp nhau, thì hai đứa này mới chia tay. Thì sau cái một khoảng thời gian mà hai đứa này nó chia tay á, thì cái con bé Như Quỳnh này nó gặp rất là nhiều vấn đề, ví dụ như là bệnh nè, sức khỏe nè, và nó có gặp một số vấn đề hả về may rủi nữa. Nói chung là nó không có được may mắn. Cảm ơn bạn My nha. Nói chung là con bé này nó xui đủ đường hết, đi khám bệnh mà không ra bệnh, nói chung là cũng tùm lum tà la, rồi sức khỏe nó đi xuống. Thì lúc này á đi bác sĩ thì không tìm ra bệnh, cho nên là mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy á, thì cái ông thầy này ông nói nha, con bé này bị người yêu cũ chơi. Mày ơi, thường ở trong phòng này nó có cái mùi nước ngư đài khai của nó đó, mày cho nó ra ngoài giùm tao đi. Mày làm ơn đi Phượng. Mày làm ơn đi. Nó hửi hửi thì mày làm ơn mà cho nó đi ra đi. Nó đi rồi, nó mới đi. Cái xong rồi á, thì ông thầy ông nói là nó bị bạn trai cũ của nó chơi ngải nó. Cái thằng bạn trai gần nhất á, chơi ngải nó vì hận nó, vì yêu nó, vì hận nó. Cho nên là cái thằng này mướn một cách, mới gọi là thuê một cái ông mà làm bùa ở Cam á, là làm bùa mà bùa Cam nha, bùa Campuchia, là chơi con nhỏ này với cái mong muốn của nó là không cần con nhỏ này phải, mà con nhỏ này phải sống không bằng, hiểu không? Là con bé này là nó muốn con bé này á là kiểu mà dạng sao ta, sống mà không bằng trời khê á, thì nó phải gọi là dạng như là phải nằm như vậy, nằm một chỗ mà cứ đau đớn thôi, hiểu không? Mà ta nói tụi bay chứ, chia tay xong 1-2 tháng sau cái thằng này, chia tay xong 1-2 tháng sau cái thằng Nhân này có người yêu mới rồi, là hận gì yêu dữ chưa? Chia tay xong mà mới 2-5 đó, chia tay xong 1-2 tháng sau có người yêu rồi là người yêu mới rồi là hận là yêu dữ chưa hả? Dữ chưa? Dữ rồi đó. Dữ rồi đó. Thì xong rồi cái ông này mới nói là, nói chung là Từ chối giải cái bùa này. Bởi vì là các bạn biết rồi đó, ông này ông không có đủ sức để ông giải cái bùa của cái bùa Cam mạnh lắm. Bùa cam mạnh lắm, cho nên là khó lắm. Thì cái con bé này nó có dùng một cái cách
tại vì nó cũng có nghe chuyện ma nhiều, nó cũng nghe bảo á, cho nên là nó cũng dùng cái cách đó, chính là nó nói chuyện, nó kêu là nó đàm phán với lại cái con ngải mà đi theo nó, hiểu không? Nó đàm phán với lại cái con ngải mà đi theo nó, nó dạng nó kêu là thôi nó cũng là nó cũng không có làm cái gì hết trơn, rồi nó nói chuyện với người ta thôi, đừng đi theo nó nữa, đừng có làm cái hành động nó nữa, tội nó còn mẹ già chưa nuôi, cha già chưa báo hiếu, đúng không? Nó nói vậy xong tối hôm đó con ngải nó hiện lên luôn. Con ngải nó hiện lên là một giống như là nhìn giống như là một bà cô vậy đó. Cái bà đó bà hiện lên, bà kêu là bây giờ cái con ngải nó hiện ra, nó nói nha, bây giờ nếu mà tao không hại mày là tao bị cái ông đó đánh. Tao phải hại mày, tao không còn cách nào khác nữa. Tao cũng không muốn đâu, nhưng nếu tao không hại mày là tao bị cái ông đó đánh. Bây giờ con bé này nó kêu là nó không biết làm gì hết. Thì bây giờ bảo chỉ có thể là chỉ bạn là vậy nè. Anh chỉ nói ngắn gọn thôi nha, tại vì anh nói với con bé đó anh nói rất là nhiều. Nhưng mà anh chỉ nói ngắn gọn với tụi em như vậy nè. Khi á mà tụi em gặp nạn, tụi em ví dụ như là tụi em bị một cái tai nạn gì đó đi, nhưng mà tụi em tai qua nạn khỏi, thì cái lúc đó là tụi em đã dùng một phần phước của mình để tụi em vượt qua cái đó rồi đó. Tụi em đã mất đi một cái phần phước của mình rồi đó. Thì trong bất kỳ thuật nào cũng vậy, không khi không mà nó có thể làm ra được cái điều đó. Thì khi mà cái thằng đó nó chơi ngải con nhỏ này, thì cái ông thầy đó, cái ông thầy mà người cam á, mà chơi cái loại ngải đó đó, là ông thầy đó lấy cái phần phước của thằng này để đắp vô trong người của ổng, để ổng đủ sức để ổng chơi người ta. Có nghĩa là khi mà thằng này chơi ngải con nhỏ này là thằng này nó cũng đã bị mất phước rồi. Tụi em nghĩ là đơn giản mà tự nhiên chơi được hả? Một ông thầy pháp mà giúp tụi em á vượt qua một cái vấn đề gì đó, là người ta cũng đang dùng chính cái phước của người ta để người ta giải cho tụi em á, hoặc là người ta coi bói cho tụi em, người ta cũng đang dùng chính cái phước của người ta để người ta coi bói cho tụi em. Cho nên á là cái dáng game này là một đổi một. Nó bơm vô trong cái dáng game này á, nó nạp VIP 500.000 thì em nạp 1.000. Thì anh kêu là gì nè, tích phước. Việc đầu tiên để em, thí dụ như em sợ em bị bệnh đi, thì em phải làm sao? Có phải là em phải tăng sức đề kháng của mình lên không? Việc đầu tiên em, bây giờ em cảm thấy là em không thể nào có cách nào khác, thì em hãy làm những cách mà dễ nhất mà em có thể làm. Thứ nhất, phơi nắng. Buổi sáng phơi nắng sáng sớm cho anh. Trong cái ánh nắng nó có vitamin D, nó có thể bổ sung năng lượng và tăng sức đề kháng cho em. Cộng lại nha, ánh nắng nó chiếu vào nó sẽ mang cho em những sự tích cực và chữa lành. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ăn uống đầy đủ, tập thể dục thể thao, uống vitamin nhiều để mình có sức đề kháng, để mình chống chọi lại với những cái thứ sắp tới. Ít nhất về mặt tâm lý và tâm linh mình không làm lại, nhưng ở cái thể vật lý mình phải ổn định, mình phải đủ cái sức để mình kiên cường với nó. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai, ngày nào em cũng đọc Phật Kinh A Di Đà. Ngày nào em cũng đọc Kinh A Di Đà. Và sau khi mà em đọc xong những hồi kinh đó đó, thì em nói một câu như vậy nè: con xin hồi hướng cho cái dông mà đi theo con, hai cái dông ngải đi theo con mau về với Phật. Con xin hồi hướng hết tất cả những cái công đức mà con đọc kinh như vậy, con hồi hướng cho họ để họ về với Phật. Tại vì chính họ cũng đâu có biết được cái cách nào để hóa giải họ đâu. Họ chỉ đang bị một chiều suy nghĩ thôi. Kể cả con ngải nó xuất hiện nó cũng nói mà, không làm là ổng đánh. Nhưng nếu mà mình giúp người ta, người ta đủ cái phước để người ta vượt qua được cái đó, thì người ta sẽ không còn bị ổng kiểm soát nữa. Thì theo mình, theo như cái nguyên lý mà mình nói một cách hợp lý nhất, là bây giờ mình phải tăng cái phước của mình lên. Là bây giờ là em có thể ăn chay nè, em có thể niệm Phật nè, em có thể gọi là đi từ thiện. Và khi mà em làm bất cứ cái điều đó, em hãy hồi hướng cho những cái vong linh xung quanh mình, để cho người ta hưởng được cái phước đó của mình, thì người ta sẽ mau chóng người ta đi về với Phật, người ta sẽ mau chóng người ta siêu sinh, người ta kiểu mà người ta thoát ra khỏi cái điều đó. Là bây giờ em nạp 1.000 vô, có nghĩa là nó dùng 500 phước để chơi em, thì em nạp VIP 1.000 phước vô cho anh. Mà em phải thật tâm là em mong muốn họ tốt là được. Bây giờ chỉ còn cách đó thôi, chứ bây giờ tao đâu phải thầy đâu, chứ tao làm cái gì bây giờ. Hồi xưa tao đã từng nghe chuyện của chị Lê Bảo Trinh, và tao là chơi với chị Lê Bảo Trinh đó. Cái trong những cái đời đầu mà kể chuyện đó, là trong cái thời điểm đó chị Lê Bảo Trinh chị cũng có cái cách như vậy luôn. Bị chơi ngải và chị cũng chỉ là chị phải uống vitamin và tăng sức đề kháng cho mình, tăng cái năng lượng tích cực cho mình và tăng niềm tin cho mình.
đó là bây giờ là mình phải phòng bệnh thôi, mình phải nạp VIP vô 1.000, tại vì 500 đó thằng đó dùng 500 cái phước đó của nó để nó chơi ngải mình thì 500 đó cũng sẽ hết, sẽ tới một lúc cái đó nó hết, hiểu không? Đó thì nó chỉ bây giờ chỉ có thể dùng cách như vậy thôi, mà con bé nó cứ kêu không được khi này kia kia. Cái anh mới nói là vậy nè, tất cả những thứ mà em nãy giờ em không tiếp nhận từ anh á là do người ta sai khiến đó. Có nghĩa là hả, con bé này nó sẽ khi mà tao nói cho tao chỉ nó thì nó sẽ cảm giác là không có được, không giải quyết được, nó luôn luôn nó sẽ nghĩ như vậy, hiểu không? Nó luôn luôn sẽ nghĩ như vậy. Không, bây giờ có không giải quyết được, em còn có cách nào khác tốt hơn không? Không khi không mà tự nhiên mày lên đây mày gặp tao, tao không phải là thầy bà nhưng mà tao nói một cách hợp lý nhất, có nghĩa là nãy giờ mày đang bị cản nè, cái năng lượng của mày đang bị suy nghĩ tiêu cực hoài là mày đang bị cản nè, có nghĩa là cái sự cản trở này là tao đang nói rất hợp lý cho nên nó mới cản mày, tao đang nói chuyện rất là hợp lý cho nên nó mới cản mày, cho nên là mày chỉ cần làm theo những gì anh nói thôi đó, mày chỉ cần làm theo những gì, ý là lười đúng á, tao cũng nghĩ là một phần là cũng là lười đó, nhưng mà bây giờ đâu còn cách nào khác đâu. Đó là vậy, xong rồi tao thấy tao con bé fan đó của tao, con bé fan nó mới dị về kiểu như là nó cũng kiểu có thêm động lực á, tụi bay hiểu không? Mà khi ghê quá à, mới 205 mà chơi ngải người ta. Nhưng mà tụi em yên tâm đi, kể cả ông thầy coi cho em cũng đang dùng chính phước của mình, hoặc là người ta chơi ngải em họ cũng đang dùng chính cái phước của họ, họ nạp 500 VIP vô, dùng cái phước, cái kho phước của họ, họ dùng cái đó để họ chơi em thì em cũng có phước. Thời điểm này em còn đang có phước nè, em đang có phước nè, ít nhất là mày có phước để đi lên đây để mày gặp tao, để tao có thể, tao không phải là ai cả nhưng mà tao vẫn phải ngồi đây để tao chữa lành cho mày, tao ngồi tao nói để tao ít nhất là tao tìm cách để cùng mày giải quyết vấn đề, chứ không phải là bỏ rơi mày. Không lẽ giờ tao bỏ, tao ngồi đó tao sợ chết mẹ luôn, tao nổi da gà nè, nó nói câu nào con đấy tao nổi da gà, tao cảm thấy là có người ngồi kế luôn á, mà tao vẫn nói, tao vẫn nói, khúc đó tao còn nói gì nè, ổng nạp được mình nạp được em làm gì em sợ. Mặc dù là tao run với mẹ luôn, nó về một cái nha là tao dọn hàng tao về liền. Nó về một cái là tao dọn hàng tao về liền, dọn hàng tao về liền. Mà tao truyền động lực cho em ruột tao mà, tao đâu, nếu mà tao tỏ ra tao sợ, tao mà tỏ ra tao sợ nó sợ sao? Tao kêu là ổng nạp VIP được em nạp được, người ta cũng dùng cái phước của người ta chơi em thôi, bây giờ em nạp phước vô cho anh, em làm thiện đi, không có gì phải sợ đó. Ánh mắt tao quyết liệt lắm, tao dùng hết sức, tao nói thiệt luôn, tao sợ lắm. Tao ngồi đó mà cái cổ tao nó cứ nặng hoài luôn á, tao sợ. Cái tao mà, nhưng mà tao vẫn phải ráng nói, bởi vì tao cảm thấy là tao phải nói, tao được thúc đẩy để nói. Mà trong cái human design của anh đó nha, anh có cái này nè, cái human design của anh á thì anh phải tin vào cảm xúc của anh. Có nghĩa là có những người á, người ta phải tin vào lý trí, người ta tin vào bản năng sợ hãi của người ta. Khi mà người ta sợ cái gì mà ảnh hưởng tới người ta thì người ta không nên làm. Còn anh phải tin vào cảm xúc của anh. Anh là một cái người làm việc theo emotion. Nếu mà cái cảm xúc của anh nói tốt là tốt, có nghĩa là khi mà anh làm cái điều đó có nghĩa là nó đúng. Cho nên anh rất là tin vào cảm xúc của anh luôn. Khi mà anh đọc được tới cái human design của anh nói thiệt, cái đó nha, anh tìm được cái human design của anh nha, tới đó là anh luôn luôn tin vào cảm xúc của mình. Cho nên là anh khẳng định là em sẽ làm được, em sẽ vượt qua được. Mày gặp tao là mày phải vượt qua được. Mặc dù tao rất sợ nha. Làm xong về tao trong miệng tao nói gì nè má. Tao nói với tụi bay ha, tao làm ăn á, tao mở cái quán gì đó mà tao ngày nào tao thắp nhang trong điểm thần tài ở cái quán tao nha. Tao còn thắp nhang cho hả cô chú anh chị khúc mặt chung quanh nữa. Mà mày biết không, con bé nó vừa đi một cái tao niệm ở trong lòng tao vậy nè. Mặc dù tao rất sợ nha, mà tao niệm trong lòng tao như nè, cô chú anh chị khúc mặt chung quanh con hả, phù hộ cho em ruột của con về nhà, cái bạn fan của con về nhà bình yên, không bị vấn đề gì hết. Tại vì hai đứa này nó từ Thủ Đức mà nó chạy lên đây nó xa ơi là xa, mà có một đợt nó muốn lên mấy lần rồi mà nó lên không được, nó lên để nó nói cái chuyện này mà nó cứ bị cản trở hoài. Hôm nay giống như là đủ duyên đủ phước á. Mà tao xin là cô chú anh chị khúc mặt nó còn nhỏ lắm, nó còn mẹ già chưa nuôi, cha già chưa báo hiếu, hãy dẫn nó đi tới những cái nơi nào á mà có thể có người cứu giúp nó. Tao phải niệm gì trong đầu thôi vậy đó, tao như nè, rồi con bây giờ con dọn quán về nha, lỡ mà có ai muốn làm gì con thì bảo vệ con nha, con sợ. Mình nói ra nó xong mình nó biết được, xong nó tấn công mình sao. Tao là nhờ cô chú anh chị khúc mặt đó hả cứu tao đó. Tại lúc nào tao cũng thắp nhang, tao hả tao hồi hướng cho người ta hết trơn á. Hỏi con Phượng coi, cái lúc đó nha, quán tao
không có một khách luôn. Tao vừa thắp nhang một cái nha, là ùn ùn khách tới. Nói chung á là mình dễ thương, mình hồi hướng cho cái năng lượng của mình, hồi hướng cho những người xung quanh mình á, kể cả vong linh á. Ví dụ như anh đi đi, anh đi chùa đi, anh xin á, ngoài xin cho gia đình, anh không bao giờ anh xin cái nhà hết trơn á. Anh không bao giờ anh xin cái nhà hết. Anh xin cái gì? Anh xin cho ba mẹ anh sức khỏe, những người anh yêu thương sức khỏe, vui vẻ. Anh xin cho quan gia trái chủ nè, anh xin quan gia trái chủ của anh nè, hoặc là những cái vong linh chung quanh nè, mau giảng sinh về với Phật. Anh xin cho những người xem mình nè, họ luôn vui vẻ hạnh phúc, và hoặc là khi mà họ gặp khó khăn á thì sẽ luôn gặp được gọi là quý nhân phù trợ cho họ. Đó, xin vậy đó. Tại tụi em biết không, tụi em không thể nào xin cái nhà. Có ông Phật nào mà ngồi ở trên đây xong mình nhìn tụi bay biết cho con cái nhà đi mà cho không? Mà khi tụi bay không làm không? Mình chỉ xin cho những người chung quanh mình, khi mà họ vui vẻ thì mình cũng sẽ được vui vẻ. Và từ cái vui vẻ đó của mình có thể cố gắng để mình làm ăn, cái năng lượng mình vui vẻ mình làm ăn thì mình có tiền. Hiểu không? Đó là vậy đó. Đó là vậy đó, hoan hỷ vậy đó. Tao chỉ nó rồi đó. Nó kêu về nó sẽ kể rõ hơn cho tao. Con bé nó kêu về á là nó sẽ kể rõ hơn cho anh, nhưng mà ha, anh đợi lâu quá, nhưng mà anh muốn gọi là giống như inspire tụi em, truyền cho tụi em một cái cảm hứng để cho tụi em không sợ khi bất kỳ gặp một cái trường hợp nào á, tụi em không sợ, tụi em có một cái niềm tin vững mạnh á, là tụi em không bao giờ tụi em sợ cái gì hết trơn á. Đừng bao giờ sợ hãi. Kể cả tụi em có lâm vào trong cái trường hợp này thì sau này nếu mà lỡ có như vậy á thì cũng nhớ được cái lời của anh, thì tụi em sẽ có thể biết cách để tụi em hành động, hiểu không? Đó, không sợ nha. Tao sợ. Tao nói rồi chứ tao sợ lắm. Tao dọn về liền luôn á. Tao về là cái là tao dọn về liền luôn. Info cái áo này là tao mua ở ngoài đường á má. Có người yêu là hả, người gốc Hoa đó, Lữ Thiện Quân đó, là mua cái áo này mặc đó. Ra mắt gia đình người ta là mặc cái áo này đi qua đó má. Nè, tao mua ở ngoài đó má. Tao mua ở ngoài chợ đó, quận 5 đó. Tao mua ở ngoài chợ quận 5 đó má. Tao kể chuyện ma tiếp nè. Rồi ơi, trời ơi, rồi tao kể chuyện ma tiếp. Rồi Phượng lên đây. Ôi, tao kể cái vụ đó nè. Mày ngồi lên đây mày nói vô cho tao. Mày ngồi đây mày đâu có lên trên TV đâu. Mày ngồi ở đây nè, mày nói vô cái khúc đó đó. Tí nói. Tao nói nè. Xong rồi á, bây giờ tao kể tới cái vụ này. Tự nhiên con bé kia nó gửi cho tao cái chuyện vụ này. Mà cái vụ này lâu rồi. Năm 2016. Ăn khen án mạng diệt khiết 6 người tụi bay nhớ không? Thì tao kể lại cái vụ này mà con bé này nó kể lại, hiểu không? Thì bây giờ là vậy nè, ta đổi tên nhân vật ha. Tụi bay biết hết rồi nhưng mà ta sẽ đổi tên nhân vật. Còn đứa nào chưa biết thì coi như là nghe cái chuyện này coi như là chuyện mới đi. Ok Bi nhỏ, cảm ơn Bi nhỏ nha. Rồi cho ta xin tên của cái thằng đó đi. Vũ Bình Phước á. Thằng đó tên gì giờ? Đúng rồi, cái có bạn nói rồi kìa. Thằng đó tên gì? Thằng đó tên gì giờ? Mọi người giúp Bảo thả tim, chia sẻ phiên like giúp Bảo nha. Mọi người ơi bấm thả tim cho Bảo đi, 2k6 bạn, mỗi bạn hả click cho Bảo 10 cái tim nha. Tên Hải đi, thằng đó tên Hải. Thì cái thằng Hải này nè, là sau khi mà nó thi trung học phổ thông xong thì là nó chuyển lên thành phố để nó học trung cấp. Thành phố Bình Phước á hay là đâu tao quên rồi, tao không nhớ, nói chung là nó chuyển lên nó học xong thì nó học không được bao lâu thì nó chuyển vô trong một cái xưởng gỗ để nó làm. Thì nó làm công nhân trong xưởng gỗ, cảm ơn tờ Linh nha. Nó làm công nhân trong xưởng gỗ thì trong cái khoảng thời gian đó là cái giai đoạn 2013 thì cái thằng Hải này nó mới chơi dép Lào, tìm bạn quanh đây thì nó mới quen được một cái chị đó tên là cái chị đó tên là gì giờ? Tao đang kể chuyện ma mà nó kêu kể chuyện ma đi anh. Nãy giờ tao kể tao làm xiếc hả? Nãy giờ tao làm xiếc hả? Trời ơi. Tên Oanh đi. Cái chị đó tên là chị Oanh, chị Ngọc Oanh. Rồi, thì cái thằng Hải này mới quen cái chị Ngọc Oanh. Sau đó thì thằng Hải này với cái chị Ngọc Oanh này mới đi lên trên Bình Phước.
Chị là chắc thằng không phải ở đó rồi, tao không nhớ nữa. Chị này lâu rồi. Thằng Hải này với cái chị Oanh này mới đi lên Bình Phước để ra mắt gia đình vợ. Sau khi ra mắt xong là hai bên gia đình cho quen. Hai bên gia đình cho quen, lộn, gia đình của chị Oanh cho quen, mà gia đình của chị Oanh là làm về gỗ, có nguyên một cái xưởng gỗ lớn lắm, nói chung là cũng giàu và có điều kiện lắm, và có nguyên một cái nhà rất là rộng luôn. Thì tới năm 2015, gần cuối năm 2015 hay là tới năm 2015 á, thì cái chị này nói chia tay. Thì cái chị Oanh này chị mới nói chia tay cái thằng Hải này. Sau khi mà nói chia tay xong, mà vấn đề chia tay á là thôi hết hồn. Mày làm cho mình quá, mày làm tao sợ á. Nó cào cửa hoài à. Có nào ai làm chuyện đó ngoài không? Không có đâu. Cái xong rồi á, thì sau khi mà nhận cái lời chia tay đó, thiệt ra là gia đình của cái chị Oanh này nè, gia đình của cái chị Oanh này nè, là kiểu giống như là không có cho chị quen cái anh này nữa, và giới thiệu chị một người khác. Nôm na là vậy. Xong rồi cái thằng này nó không có chịu, quen 2 năm rồi bỏ nó ngang vậy thì nó không có chịu. Cũng níu kéo cũng này kia nhưng mà rốt cuộc không được, thì quyết định là thằng này nó muốn trả thù. Quyết định là thằng này nó muốn trả thù. Thì thằng này nó mới liên hệ với lại một cái người bạn của nó, là nó muốn làm như vậy. Nó nói với người bạn của nó là nó muốn trả thù như vậy. Nó muốn vậy nè, nó muốn người ta vậy nè. Thì cái thằng bạn của nó mới nghe như vậy xong á, kiểu không có muốn làm với nó đó, mới kêu là đi về quê với vợ rồi. Thì nó mới nhờ một thằng khác, thì đặt tên thằng đó đi. Đặt tên thằng đó nha. Thằng đó tên Vũ đi. Thì nó với lại thằng Vũ này, sao ta, nó với lại thằng Vũ này mới gọi là đi mua những cái vật liệu, ví dụ như là dào khao Thái nè, 20 cent, rồi dào khao mà bấm nè, dây nhựa để chói nè, xong rồi dây thần nè, súng điện nè, súng bắn bi nè, rồi xong rồi hả, băng keo nè, chuẩn bị rất là đầy đủ luôn. Xong rồi á, thì rạng sáng của cái ngày 15 tháng nào tao quên rồi, và vào rạng sáng nha, thì cái thằng Hải này nè, nó mới gọi điện cho cái thằng em của cái bà Oanh này. Thằng bé đó mới có 14 tuổi thôi. Lúc đó thằng bé nó mới 14 tuổi thôi. Nó gọi điện thoại cho cái thằng bé đó. Thằng em họ 14 tuổi đó, nó gọi, nó kêu là anh có một số đồ muốn trả lại cho chị. Cho nên là em xuống mở cửa ra cho anh vô. Thì sau khi mà cái thằng em họ của bà Oanh á xuống mở cửa và dắt xe phụ nó nha, thì ở đây thằng Vũ lấy cái sợi dây thần xiết cổ thằng bé. Sau khi mà xiết rồi á, thì cái thằng Hải á, nó mới cầm cái con dao khao đầm khăm vào trong ngực của thằng bé rất là nhiều nhát, và thằng bé là người đầu tiên chết ở ngay cái kiển ở trước nhà luôn. Xong rồi hai cái thằng này nó mới leo vô trong nhà và nó khống chế, đầu tiên là nó khống chế cái con bé Oanh trước. Xong rồi hả, nó khống chế em con bé Oanh luôn. Con bé Oanh có một con nhỏ em họ ngủ chung với con bé Oanh tên là Như Ý. Nó khống chế con Như Ý luôn, là hai đứa này bị trói lại, bịt băng keo quanh miệng, và xong rồi trói hai đứa này lại. Xong rồi bắt đầu hai đứa này đi xuống, thì nó đi vô trong cái phòng của gọi là ba mẹ của chị Oanh á. Nó vô trong đó, nó khống chế ba chị Oanh là chú Toàn. Ví dụ đặt tên chú là chú Toàn đi. Khống chế chú Toàn. Thì ở trong đó là chú Toàn đang ngủ với lại đứa em 2 tuổi của chị Oanh. Hai tuổi tên là Như Phúc. Đó. Thì lúc này á, nó mới khống chế chú Toàn, nó cũng trói chú Toàn luôn. Và nó dạng giống như là dạng giống như là nó bịt miệng, rồi nó trói tay để cho chú không có la lên được, rồi chích điện rồi đó. Xong rồi nha, lúc này là thằng Hải này nó đang khống chế chú Toàn. Thì ở ngoài á là thằng Vũ, nó khống chế một đứa em nữa 15 tuổi, đặt tên thằng bé này đi. Thì cái chuyện này là chuyện coi nghe rồi mà, bây giờ mình nghe một cái góc khác nè má. Thằng bé này tên là Thành Long đi.
thằng bé này tên là Thành Long đi. Thằng bé Thành Long này thì lớn hơn cái thằng bé trước 1 tuổi là 15 tuổi. Thằng Vũ này khống chế thằng bé Thành Long là cũng bịt miệng rồi xong chói lại luôn. Và sau đó hai đứa này mới đi khống chế cái bà mẹ. Bà mẹ của chị Oanh là chích điện bắn súng bắn bi vào mẹ của chị Oanh và ép mẹ chị Oanh đi nói là cái khai ra cái chỗ giấu tiền. Thì tao nghe đâu là hai đứa này lấy được 4 triệu. Tao nghe đâu là hai đứa này lấy được 4 triệu và vài thứ khác. Mà lúc đó đã có người chết rồi. Thì xong rồi đi ra ngoài á, thì bà này bà không có chịu nói. Theo như là thằng đó kể nha, là bà này bà không có chịu khai ra tiền giấu ở đâu. Chỉ lấy được 4 triệu và bài một số thứ khác thôi. Thì lúc này mới đi ra ngoài Khống chế cái thằng Long. Kêu là thằng Long khai đi. Mà thằng bé lúc đó mới 15 tuổi thôi nha. Kêu là thằng Long khai đi. Thằng Long không chịu khai. Thằng Long có biết đâu. Nó nói là nó không biết. Thì cũng bằng cái cách y chang như là cái thằng bé hồi nãy luôn. Là nó, một thằng thì xiết cổ, một thằng thì đầm khăm vô. Đây nè. Xong rồi diệt khiết thằng Long xong là nó chuyển sang chú Toàn. Nó cũng giết chú Toàn y chang như cách hồi nãy luôn. Là y chang như cái cách mà làm với thằng Long luôn. Là cũng xiết cổ xong đó là như nè, hiểu không? Vậy nè. Xong rồi nó mới giết tới mẹ của chị Oanh. Nó mới giết tới mẹ của chị Oanh. Là đâu là bốn mạng rồi. Giết tới mẹ của chị Oanh. Xong rồi nó mới đi lên trên lầu. Nó hỏi con bé Như Ý. Với lại là hỏi chị Oanh là tiền giấu ở đâu. Thì cái lúc này đâu không ai chịu khai hết. Thì lúc này nó mới diệt khi con bé Như Ý luôn. Nó đâm rất là nhiều nhát vào người con bé Như Ý. Xong rồi á, nó ngồi đó nó nói chuyện với con Oanh. Nó ngồi đó nó nói chuyện với bà Oanh chứ. Nó ngồi đó nó nói chuyện với chị Oanh. Thì nó nói về tình cảm. Nó nói về cái này cái kia. Đúng sáng sớm luôn. Có nghĩa là đúng mấy giờ sáng á. Là nó diệt khiết chị. Nó diệt khiết chị Oanh luôn. Là đâu mấy người rồi. Diệt 6 người. 6 người chỉ chừa đứa nhỏ 2 tuổi lại thôi. Mà đứa nhỏ 2 tuổi nằm ngủ ngon ơ luôn. Chỉ chừa đúng đứa nhỏ 2 tuổi thôi. Sau đó là hai thằng này nó mới gom đồ trốn đi. Sau khi mà nó gom đồ trốn đi xong rồi đó. Thì cái thằng Hải này nó mới kêu thằng Vũ là bây giờ mày đem đồ đi giấu đi. Tao sẽ quay lại hiện trường. Và nó quay lại hiện trường, nó giả bộ nó khóc lóc rồi người yêu mất này kia cái kiểu. Cho tới khi mà công an điều tra và phát hiện ra thì mới gọi là kết án tử. Thì lúc này á là thằng Vũ nó không có chịu là nó không có chịu nhận cái bản án đó. Nó kháng cáo hoài luôn. Nói chung là cũng kháng cáo qua lại này kia cái kiểu. Thì theo như là cái bạn này gửi chuyện cho Bảo á nha, lát hồi mình sẽ nói sâu thêm. Theo như là cái bạn này gửi chuyện cho Bảo á, thì cái bạn này nói á nè, sau khi một cái tử tù á, người ta chưa có tử liền, mà là dạng giống như là phải đợi một khoảng thời gian. Thì trong khoảng thời gian đó là 10 năm hay 20 năm gì đó. Thì cái thằng Hải này nè, nó cứ nằm mơ, nó mong muốn người ta xét nó là mau từ khư hình khinh đi. Mong muốn là xét nó là từ khư hình khinh đi. Mà người ta chưa có xét á, thì nó mong muốn là nó được từ khư hình khinh. Bởi vì là đêm nào nó cũng nằm mơ, đêm nào nó cũng nằm mơ thấy 6 cái người đó hiện về. 6 cái người đó hiện về để đòi mạng hết. 6 cái người đó hiện về để đòi mạng. Rồi xong rồi tùm lum tà la hết rồi. Rốt cuộc người ta mới chịu là kết án tử luôn. Là chịu tử hình nó. Là cái bạn này là bạn nó gửi như vậy nha. Rồi xem như thông tin tao tìm hiểu trên mạng đó nha. Là những cái người ở gần đó tao đọc cái comment đó. Phượng, lên. Phượng, lên. Nói đi. Phụ nó kể lại cho tụi bay nghe nè. Trời ơi, sao tao kêu mày sale sẵn rồi mà sao mày đi tìm mà sao? Trời, tức ghê không? Tức ghê không? Ghê không? Mất tiêu cái gì tao nhớ nè. Xong rồi á thì bắt khúc nào đó, mấy cái hình đó. Rồi nha, người ta gieo quẻ nha. Phong Sơn tiệm thuần cứng, hung thủ có 5 người. Thì khi mà người ta dịch á, người ta gieo quẻ á, thì người ta nói là hung thủ. Cái này là người ta gieo quẻ thôi nha. Hung thủ là có 5 người chứ không phải là 2 người. Trong đó số người ra tay á là 2, với mục tiêu là tìm kiếm tài sản được chôn giấu. Đi vào theo lối hàng rào bằng thang. Trời ơi, nghe gà sợ quá. Nhưng mà tại sao người ta kêu 1,4
1,7 tỷ trên đầu giường. À, nhưng mà 1,7 tỷ trên đầu giường thì không có mất nha. Mà hai đứa con gái bị đâm đâm vô mắt. Là vậy nè. Rồi ok là vậy nè, ý của Phượng nói là gì nè, là đi tìm tài sản nhưng mà thiệt ra là tài sản là 1 tỷ mấy vẫn ở trên đầu giường, mà tại sao á lại đâm rất là nhiều nhát vô trong mắt của người ta. Đâm rất là nhiều nhát vô trong cái mắt của người ta như vậy nè, thay vì tâm lý của một cái người mà người ta đi diệt khiết người á là người ta sẽ đâm vô đây, nhưng mà hả đâm rất là nhiều nhát ngay mắt, mà còn dùng một cái chỉ đỏ hả, còn dùng một cái chỉ đỏ để khâu cái lưỡi lại. Còn dùng một cái chỉ đó để cột cái lưỡi lại là để cho không có tìm thấy được đường về, cắt tứ chi luôn. Phải nói là người ta cắt tứ chi của họ luôn nha. Để kiểu như là người ta không có tìm được cái đường về và người ta sẽ không có nói được, không có khai được á. Vi phạm hả? Ê, tôi sợ quá. Đừng có nói chữ vi phạm, nó sợ quá. Vi phạm cái gì? Hở cái này á hả? Ghê quá nhở. Vậy thôi mà cũng vậy đó hả? Rồi. I love TikTok. Xong rồi đó, là kiểu giống như là tại sao mà không cướp tiền? Thì những cái người ở chung quanh nó nói á, là do là cái gia đình này người ta giàu quá và có một cái đế chế khác người ta muốn đi lên á. Có một cái đế chế khác người ta muốn đi lên cho nên là người ta mướn người, mướn thầy đúng không? Mướn người để làm cái điều đó và mướn thầy để gọi là chấn hẻm cái nhà này luôn. Và cái nhà này được xây theo hình chữ L, và trong cái hình và theo như là về sao ta, cái gì học mày, theo như là về tâm linh á, thì cái nhà hình chữ L là nó không được may mắn, nhà hình chữ L là nó không có được may mắn. Nói chung là vậy á, kiểu như là gia đình nhà này á giàu, có tiền và làm được, thì có một thế lực khác nó muốn đi lên là nó cũng làm y chang vậy đó. Nó đang muốn được xoán cái ngôi đó thì nó thuê sát thủ và nó thuê thầy về, thầy cam về để làm, hiểu không, để chấn ẻm mấy cái người trong nhà này luôn. Tại sao mà đâm vô đây, tại sao mà vô đây nè, tại sao mà làm vô đây, tại vì không muốn cho người ta thấy đường, không muốn cho ta thấy đường về, cột lưỡi lại không có cho người ta nói luôn. Ừ, đa số toàn nhà chữ L không kìa mày. Cái vụ tiệm vàng đó cũng cổng chữ L đó. Cái vụ tiệm vàng cũng cổng chữ L đó, nó nói vậy đó. Thì theo như tao tìm hiểu thêm á là hai cái người này á, thì theo như tao tìm hiểu ở trên phần comment á, là những cái người ở gần đó đó, thì người ta nói là hai cái người này chỉ là vật thế thân thôi. Mà cái đứa nhỏ là đứa con. Nghe đồn thôi nha, rumor thôi nha. Cái đứa mà 2 tuổi mà vẫn còn sống á, nghe đồn là đứa con của hai người kia, là của Hải với lại chị Oanh á. Cái đứa con mà còn sống á, trời ơi, là nghe đồn là con của thằng Hải với lại chị Oanh. Đó là vậy đó. Sợ lắm. Sợ thiệt. Trời ơi, nhà chú L ngược. Nhà chú L là hình lưỡi liềm lưỡi dao. Hình lưỡi liềm lưỡi dao. Kỵ xây cổng. Nói lớn lên. Nói đi. Nói lại đi, mấy bạn không nghe rõ má. Nhà chữ L là hình lưỡi liềm, lưỡi dao. Nghe cái gì? Nghe cái cổng cái gì mày nói đi. Nè đó, chữ cổng chữ L đó, thấy không? Cổng chữ L đâu? Đó. Sử dụng bùa Campuchia để vong hồn không nè. Sử dụng bùa Campuchia để vong hồn không thể siêu thoát. Thi thể nạn nhân bị móc mắt, cắt tứ chi và cho chỉ đỏ vào mồm để lúc gọi hồn về không có nói được gì. Cổng hình chữ L bằng lưỡi liềm lưỡi dao. Căn nhà hình chữ L nốt. Đại kỵ xây cổng thảm sát. Nghi vấn. Bên đó chỉ là thế thân thôi, đối thủ cạnh tranh làm ăn thù oán, cho nên là có tận 5 dấu, có 5 dấu vân tay lạ ở đó nữa. Có nghĩa là không có phải là vân tay của bên hai người kia không, mà nó còn 5 dấu vân tay lạ khác nữa nè. Đó là vậy đó. 5 dấu vân tay lạ. I love TikTok shop. Rồi bây giờ tao kể chuyện khác nha, tụi bay sợ quá, tụi bay kêu đập đùm. Ba hồi anh kể chuyện sợ vô. Giờ kêu đùm. Đừng vì anh mà. I love TikTok. TikTok is the best. Tụi em biết cái gì không? Ngày mai thứ năm anh có kể chuyện ma đó. Sao kể hoài vậy? Tại vì ngày mai có chơi trò chơi á. Chơi gì? Ngày mai có kể
Tao hết dám về nhà luôn rồi, cái gì vậy má? Ngày mai kể ở trên IKEA cài RAM nha. Ồ, ngày mai thứ năm anh kể để sau khi anh kể xong anh chơi trò chơi với tụi em. Follow cái IKEA cài RAM bảo bay 444 của anh nha. Nhưng mà ngày mai anh từ từ tôi kể tiếp. Từ từ má, giao tiếp với fan cái đã. Cũng 9 giờ. Cũng 9 giờ nhưng mà anh không kể trên TikTok nha. Ikigagam IG mai kể trên đây nha mọi người, nhớ lên nha. Nha. TikTok is the best. Rồi mai nha, mai gặp mọi người nha. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp. Mai gặp mọi người ở trên đây. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp. Thôi để đưa ra cho mọi người coi đi. Đưa ra cho mọi người coi đi để mọi người biết mai kể đâu. Mất công mọi người, mai mọi người lên TikTok người tự hỏi. Nè. Mọi người ơi, mọi người phồ khô lồ khô cái này nha. Mai anh kể trên đây. Ê. Gì vậy? Thấy chưa? Không có. Nó kêu cái gì nè? Trời ơi, TikTok nó bị lag. Rồi xong. Cấm lại một tháng. Cái miệng của mày kỳ quá Phượng. Miệng kỳ quá, miệng mày thui lắm luôn á. Vui lắm hả má? Tao mà cấm like một tháng là không có kiếm tiền được đâu má. Rồi bây giờ mình sẽ kể tiếp nha. Đợi chút xíu. Cho coi lại đi, đợi chút xíu nha. Tao trục xuất mấy đứa này ra cái. Hói hói tao hoài. Nó hói tao. Để từ từ. Tao nói này để ngày mai người ta còn lên nữa. Coi lại nha. Mấy má vô duyên quá trời, có mấy má vô duyên. Ủa? Cái này TikTok của tao mà. Tao lộn mà nè. Trên này nha mấy đứa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi nha. Rồi câu chuyện tiếp theo á. Câu chuyện tiếp theo á là của một bạn đã gửi cho anh. Thì cái bạn này gửi là gia đình của bạn này bị trùng tan. Nhưng mà không phải đơn giản là nó bị trùng tan đơn giản như vậy. Cái vấn đề ở đây là ông của bạn hồi xưa là làm canh mộ. Ông của bạn làm canh mộ. Anh có để ở trên bio mà mấy bạn không biết á. Làm canh mộ đâu ta? Canh mộ tên gì cho mình xin phép xin một cái tên đi. Cho mình xin một cái tên đi ạ. Cho mình xin một cái tên đi. Năm rồi. Tên Hào đi. Ông tên Hào. Thì cái ông Hào này nè. Ông Hào lớn rồi, ông Hào làm canh mộ. Thì cái lúc mà ông canh mộ thì trong cái khu mà ông canh á là ông có canh luôn cho cái phần mộ của gia đình mình. Có nghĩa là trong cái khu đó là có mộ của người nhà của ông. Thì hôm đó ông canh mộ xong thì ông cũng sẵn tiện là ông đi thăm mộ của người thân mình luôn. Thì khi mà ông thăm mộ á, ông đi về á, cái lúc mà ông thăm xong đi về á thì ông lỡ vô tình đá vào trong một cái mộ. Ông vô tình đá vào trong một cái mộ. Thì khi mà ông đá vào trong cái mộ đó thì cái mộ đó bị rớt ra. Thì xong rồi lúc này ông cũng xin lỗi rồi ông đặt cái viên đá đó lên trên lại cái ngôi mộ đó. Nhưng mà ông không biết là ngay tại thời điểm khi mà ông làm như vậy thì mọi chuyện nó xảy ra rất là xấu với gia đình ông luôn. Thì gia đình ông Hải có nhiều người con. Và có một cái người con là đi sang một cái tỉnh khác để về nhà vợ mà ở với vợ. Thì cái người con đó của ông tên là... Cho mình xin phép được một cái người con tên đàn ông nha. Tên Cường đi. Tên Cường. Thì cái chú Cường này không có làm cắt tóc. Mà chú Cường này á, không phải là Cường cắt tóc nha. Chú Cường này là chú Cường mà làm bảo vệ. Thì cái chú Cường này hôm đó nha là chú mới lấy... Chú lấy cơm của vợ nấu cho mình xong là... Nấu cơm trưa thì chú mới đi làm. Mà
tới khi mà chú làm xong á, chú vô chú ăn cơm trưa á, thì tới cái giờ sau khi mà nghỉ trưa xong thì người ta phải làm tiếp. Thì cái lúc này người ta mới kêu chú ra để chú làm bảo vệ tiếp, để chú canh tiếp. Thì khi mà người ta bước vào thì người ta thấy nha, cơm của chú Cường vẫn còn, nhưng mà chú Cường ngồi yên có một chỗ à. Thì lúc này người ta mới kêu là: anh Cường ơi, anh Cường sao không ăn cơm lẹ đi, mà sao anh Cường ngồi đây nãy giờ làm cái gì mà anh Cường không ra làm. Thì đụng một cái là chú ngã ra rồi. Thì mọi người mới thấy là chú không còn thở nữa. Mọi người mới thấy là chú không còn thở nữa. Và người ta cho là chú đột quỵ. Thì trong khoảng thời gian đó nha, là làm đám tang cho chú nha. Vợ chú khóc quá trời luôn, đang ngồi ăn mà mất. Đang ngồi ăn mà mất. Ghê không? Thì trong khoảng thời gian đó thì mới làm đám tang cho chú. Thì khi mà làm đám tang cho chú á, vợ chú buồn tới nỗi ha. Vợ chú buồn tới nỗi hả, nhảy xuống dưới khi mà người ta hạ huyệt á. Khi mà người ta hạ huyệt nha, vợ chú nhảy xuống dưới. Nhảy xuống dưới cái huyệt luôn, để muốn chôn cùng chồng luôn á. Để mà kiểu giống như là muốn chôn cùng chồng luôn. Cái xong gọi hả, nói chung là sau cái vụ đó nha, rồi tới thêm một cái vụ nữa là khoảng chừng 3 năm sau là tới thêm một vụ nữa nha. Là trùng tang đó má. Là trùng tang đó, mất ngay cái giờ xấu. Xong rồi 3 năm sau thêm một vụ nữa. Sau khi chú Cường mất là 3 năm sau là tới một cái chú khác. Thì mình xin phép đặt tên chú nha. Chú tên gì giờ? Chú này chú tên Bình An đi. Thì cái chú Bình An này nè, chú mới trúng số. Ê, lúc đó trúng nha, trúng 60 triệu. Trúng số mà trúng 60, trúng sổ khô. Chú trúng xào khao 10 khươi triệu khiêu. Chú trúng xào khao 10 khươi triệu khiêu. Đó, chú trúng gì đó, tao sợ lắm. Nó đánh tao rồi, đánh tao cờ cơ bà khác đó. Chú trúng như vậy xong rồi chú mới đem chia cho gia đình. Có nghĩa là mỗi người chút, biếu mọi người chút. Đó. Mấy bạn nhờ giúp mình nha. Tại vì biết sao không, TikTok nó đánh đó, nó bị khùng á. Mấy bạn giúp mình nha. Đó là cái này nè. Đó. Đó là cái này nè. Dành cho các bạn nào mà mới vừa chấm hỏi đó. Dành cho con quỷ mà nãy mới chấm hỏi đó. Nè má, không có nói được, TikTok nó kiếm chuyện. Hiểu không? Cái xong rồi á, thì chú mới gọi là dắt mọi người đi ăn. Thì mọi người đi ăn xong thì chỉ có một mình chú là đi thêm về cùng với vài người nữa đi tăng 2. Thêm vài người nữa đi tăng 2. Qua ngày hôm sau tụi bay biết sao? Ba của chú la làng quá trời luôn. Ba của cái chú này nè, la làng, ba của chú Bình An la lên. Xong mọi người trong nhà ùa ra thì phát hiện nha, chú nằm lạnh ngắt trên giường. Trúng số á, xong rồi thường nha, trúng số xong xuôi. Con Phượng với tao đâu dám trúng số đâu. Mà có mua cũng đâu có trúng. Nhưng mà người ta thường nói nha, trúng xong sẽ rất là xùi khui nha. Tao không biết có vậy vậy không. Bữa trước tao hỏi một số bạn mà trên livestream của tao á, mấy bạn kêu là trúng xong sẽ dễ đi lắm. Thì sau khi mà chú trúng xong qua đêm sau nha, sáng dậy là thấy ba của chú Bình An thấy chú đài khai ra, đi đại tiện ngay trên giường. Có nghĩa là giường đang nằm ngủ, tư thế là nằm ngủ mà đài khai ra rồi. Ở phía dưới là đài khai nè, giám đài đó. Rồi xong mặt của chú thì lạnh ngắt, chú không còn thở nữa. Mới đem đi bắt, gọi là đem, ở gần nhà thì có cái ông kia, ổng làm y tá, với lại là ổng có bán thuốc á. Ổng có bán tiệm thuốc tây á, hiểu không? Ổng có bán tiệm thuốc tây á. Sớm em có bà kia trúng 24 tỷ mà sung sướng. Nè mày, người ta trúng 24 tỷ mà người ta sung sướng kìa. Chưa đâu. Con Phượng kêu chưa đâu. Đời không già ý đó, nó vậy đó. Trùng tang là như nào thì Bảo cũng không biết để giải thích sao. Bạn lên trên Google bạn search giùm Bảo nha. Tiên học lễ hậu học ăn ơi. Nếu mà thật sự ham học em lên Google search giùm anh nha. Tại vì anh cũng không có đủ kiến thức để anh nói á. Em search giùm anh nha, cảm ơn nha. Tao còn phải đi hỏi đó. Em search giùm anh, nếu mà em tiên học lễ hậu học văn á thì sự hâm á. Đi tìm đi chứ anh là không có dám nói bởi vì anh sợ nói vậy. Chị anh chỉ biết là trùng tang đó là cứ cách 3 năm. Có nhiều loại trùng lắm, trùng nhất nhất hoặc là trùng nhị nhất hay trùng tam nhất gì đó. Có người bị thì bị 1 năm là sẽ bị lôi đi một người.
mất vào giờ xấu á là sẽ một có người 2 năm, có người 3 năm kiểu vậy. Thì sau khi mà chú này kêu cái ba của chú Bình An kêu cái ông y tá đó vô á, thì ông y tá đó nói là chú này mất rồi và xác định là đột quỵ luôn. Thì sau đó rồi cái nhà này cảm thấy có một cái vấn đề gì đó mới đi coi thầy. Thì cái ông thầy đó ổng mới nói là nhà mình bị trùng tang. Ban đầu chỉ nói là nhà bị trùng tang thôi, chỉ biết tới đó thôi. Cho nên là cái ông thầy này ổng mới cho là mỗi người một cái lá bùa, xong rồi ổng đốt cái lá bùa đó cho người ta uống, cho những người trong nhà người ta uống, và đeo một cái sợi chỉ đỏ vào tai trong 3 năm, kêu là sau 3 năm mới cắt cái sợi chỉ này. Thì đúng sau 3 năm cắt cái sợi chỉ này nữa thì lại có người mất. Sau 3 năm nữa cắt cái sợi chỉ này lại có người mất, mà cái ông chú, cái ông đó là một cái ông bác. Nói chung là cái ông đó hôm đó ông bị choáng cái đầu ổng nè. Ổng đi đứng không được, thì người nhà mới kêu là thôi ở nhà đi, tại vì nhìn cái mặt sắc mặt tối quá, nhìn cái nhân trung á tối quá. Cái cho nên là kêu ở nhà đi, nhưng mà cái chú này vẫn mặc kệ, chú này vẫn đi ra biển, mà khi đi ra biển sóng đánh mạnh quá, cái chú té và chú bất tỉnh luôn. Mà khi mà chú té xong chú đập đầu á, chú bất tỉnh xong rồi đem về đất liền là chú mất liền luôn. Thì lúc này là ông Hào á, là dãy với người lớn nhất trong nhà đó, mới thấy cái nhà mình có vấn đề quá, mới đi gặp một cái bà đó, bà 80 tuổi rồi. Thì cái bà đó là một cái bà thầy nha. Bà 80 tuổi rồi, bà là một cái bà thầy. Thì cái bà này bà nói là bà coi nha. Thì bà nói là có một cái vong nữ mất khi mà còn trinh, đi theo, đu theo ông. Ông đã làm cái gì người ta mà người ta đu theo ông để người ta hại ông. Thì ông này ông mới nói là đâu có làm gì đâu ta, ủa đâu có nhớ gì đâu ta, mấy năm rồi nha má. Thì bây giờ ổng mới tự nhiên ổng sực nhớ ra, giống như là ông bà độ hay sao, sực nhớ ra một cái. Một cái đó là ngày trước khi mà ổng làm canh mộ á, thì ổng có đá vào một cái mộ, nhưng mà ổng đã đem lên mà xin lỗi rồi. Thì cái bà này mới nói là phải tìm được cái nguyên nhân cái người này mất và họ ở đâu thì mình mới giải được. Thì nghe được như vậy rồi á, thì bà này bà mới đi lên cái chỗ ngày xưa mà ổng làm canh mộ á, đi vô trong cái phiến đá đó nha, cỏ cây mọc tùm luôn cái mộ đó, cỏ cây mọc tùm như là một cái mộ hoang đó, người ta lấp vội đó. Thì bà này bà mới nói là cái vong nữ này nè là bị hiệp khiếp tập thập thề khê, hiệp khiếp thập tập thập khề khê. Mấy bạn giúp mình nha, dịch cho mấy cái bạn không hiểu, tại vì TikTok nó bị cái, nó bị nhạy cảm á, mình không được nói mấy cái từ đó, nói là nó ban là mình không có like để kể cho mấy bạn đó. Hiệp khiếp tập thập thề khê đó. Thì sau đó rồi cái cô gái này cũng mất. Thì khi mà cũng mất rồi, những cái người làm như vậy á, họ hả kiểu mà chôn cổ luôn, hiệp khiếp thập thập thề khê trong cái chỗ đó luôn nha, có nghĩa là trong cái nghĩa địa luôn đó. Rồi xong chôn cổ ngay đó luôn, lập đại một cái bia lên vậy đó. Đó, và cô đó trở thành quỷ rồi thì mới gọi là lập một cái bàn cúng lớn cho cổ, cúng heo rồi cúng mấy bốn mâm ngũ quả, lập bàn cúng mà đốt hoài mà không nhang không lên luôn nha, đốt mà nhang không cháy. Bà đó bà phải ngậm một họng gọi là rượu á, bà phun lên trên cái mộ á thì đốt nhang mới cháy. Rồi sau đó hỏi là con cháu trong nhà thì cũng đỡ thôi, chứ mà mỗi lần cũng đưa bùa cho đeo, chứ đưa bùa cho nằm ngủ nè, để bùa lên thôi, chứ hạn chế thôi, chứ cũng sợ là người ta quay lại người ta sẽ phá tiếp. Cho nên là chỉ ở mức độ đó thôi. Cái bạn này nè, có đợt các bạn bị nhiễm trùng máu nè, bạn bị bệnh tùm lum hết trơn á, mà tới cái thời kỳ mà 3 năm á này kia bạn cũng sợ lắm, mới đi bác sĩ rồi bạn tàm tùm lum hết á, rồi phải lúc nào cũng phải ngủ cái bùa ở trên đầu hết trơn á, bởi vì là bị cái đó nó nặng lắm, mô Phật luôn á, bị cái đó nó nặng cực kỳ luôn. Hết hôm nay là anh đi khỏi nơi đây. Cái gì vậy trời? Hello. Anh kể tới 2 giờ 12 rồi đấy em. Anh kể tới 2 giờ 12 rồi đó. Bây giờ anh mưu sinh nha. Anh cảm ơn mấy bạn nhưng mà anh phải mưu sinh nha mọi người ơi. Đây nè mọi người. Bây giờ hôm nay anh có một cái deal này nè, là anh bán muối nha. Hôm nay cha phép anh xin mưu sinh nha mọi người, anh bán muối. Hai cái muối này ok lắm nè, để anh xin deal cho mọi người nha.
mắt anh đỏ vậy, anh thức khuya đó em, để anh mưu sinh đó. Hai cái này á là muối Tây Ninh nè, đây là muối tôm nè, muối tôm dạng muối tôm để mình ăn nè, hoặc là mình kho thịt nè các bạn. Cái muối tôm này ngon lắm nha phụ, mày nói giúp tao về cái muối tôm này coi mày ăn là mày thấy sao. Cái muối tôm này nè, thấy thèm, thèm lắm, muối tôm này ngon lắm. Cái muối tôm này các bạn có thể ăn với xoài, với tóc, với ổi, ngon cực kỳ luôn nè. Mà hôm nay mình có deal á, là các bạn mua hai các bạn tặng một. Hai hộp muối này, một hộp muối là 300g. Mà khi mà các bạn mua hai hộp á là các bạn sẽ được tặng luôn một cái hộp 300g luôn. Tổng cộng là sẽ có tới 900g. Bây giờ mình có hai cái combo nè. Một á, cái combo này đang hồi nè. Hôm qua anh chơi không anh ruột. Hả? Anh có chơi nha, ngon thiệt nha. Đó, ăn với xoài ngon lắm. Mình nói thiệt cái muối này nữa nha. Bạn nào mà mua nè, các bạn coi nè. Cái muối của nó to vậy nè các bạn. Mà bây giờ hôm nay mình có một cái deal, đó chính là bình thường cái giá gốc nó là 180.000 cho cái combo là muối tiêu rang ghẹ với lại muối tôm Tây Ninh là 180. Bây giờ giảm kham xuống còn có 153 thôi, mà các bạn mua hai các bạn được tặng một nữa. Mua combo này các bạn còn được tặng thêm một cái hũ muối Tây Ninh này, và chỉ với giá là 150 thôi, mà các bạn có thể sở hữu 3 hộp muối luôn, ăn rất là lâu. Tại cái này các bạn có thể để kho thịt ngon lắm nè. Muối tôm mà cỡ gì nè, lâu lâu đó ăn tráng miệng vui cực. Anh hết chuyện ma rồi nha em ơi. Bây giờ là sau khi anh kể xong nè, kể tiếng máy xong là thường anh sẽ bán hàng nha, tên thông cảm nha. Trời, cái muối này nè, tương hộp này ăn gì? Tương hộp này tụi em có thể ăn với xoài nè, cóc nè, ổi nè, ăn với trái cây, hoặc là tụi em để kho thịt. Để em để kho thịt nha. Đâu, để anh gọi con nhỏ này cái coi. Để anh gọi con nhỏ này cái. Bây giờ hiện tại trong phiên live của anh á, hai cái hũ này á nha, nó đang giảm kem xuống. Nó chỉ còn có 1 năm mấy thôi. Bình thường nó 1 năm mấy. Ủa em ơi, em có thể xin deal hơn nữa được không? Hai hũ muối á, xin liền hai hũ muối cho anh nha. Bây giờ bảo sẽ xin thêm deal cho mấy bạn về cái hai cái hũ muối này nha. Ừ, liền đi nha, không có đợi được. Liền. Bây giờ cái muối tôm rang ghẹ nè. Nè, tụi em xem cái muối này nè. Nó có cái combo này, anh thấy ok hơn. Cái muối tôm rang ghẹ này nè, để dùng để tụi em có thể ăn với phở. Tụi em có thể làm ăn với trái cây cũng được luôn. Và cái này là muối tôm nè. Bạn nào thích ăn muối tôm Tây Ninh thì cái muối này trời, ăn nó không có bị hậu rác cổ nha. Ăn nó không bị kiểu bột ngọt, nó không bị hậu rác cổ, mà nó ăn rất là dịu luôn nha mọi người ơi. Ăn với bánh tráng cũng được, hoặc là tụi em có thể làm nước sốt Hàn Quốc cũng được luôn. Mà chỉ có 180 thôi, giảm xuống còn 150, mà nó còn tặng thêm một cái hũ nữa. Cái hũ này là 300g luôn, có nghĩa là mua 2 tặng 1 là tụi em có tới 900g lận. Một hũ là 300g, tụi em có tới 900g lận. Ăn muối đi. Đang ăn luôn này lắm. Mấy bữa trước á, mấy bạn mua ở trong phiên live của Bảo á, mấy bạn rất là thích cái muối này luôn. Cái muối này ăn á, nó không bị cái hậu để lại khó chịu, đúng không? Đúng. Bình thường mấy cái muối mà để hậu khó chịu là hậu gì, cái vị gì ta? Cano. Đúng rồi. Là kiểu giống như là bột ngọt nó nhiều á, nhưng cái này thì không nha. Mày để mà ăn không cũng được nữa, cũng ngon nữa. Hello qua nha. Rồi, tương hộp phớt đốt là sao em? Ngon thiệt sự luôn, cảm ơn Trúc Linh nha. Cho nên hôm nay với cái giá này á, tụi em sẽ được hai hũ, combo hai hũ, mà tụi em còn được tặng thêm một hũ nữa, là anh thấy rất là thời luôn. Cái này là không thể nào mà không có được trong nhà mỗi người luôn nha tụi em ơi. Cái này không thể nào mà không có được. Nó có thể để kho thịt hoặc là làm sốt Hàn Quốc, không biết làm, hoặc là sốt gà, sốt chân gà làm cái này cũng ok luôn nha. Nhận được rồi. Ngon lắm, dữ lắm, ủng hộ anh đi. Bữa xăng còn, trời ơi, cảm ơn em. Bây giờ anh sẽ xin thêm deal cho tụi em nha. Tụi em đợi chút xíu nha. Trời ơi, brand chưa trả lời nữa. Mọi người đợi anh chút xíu nha. Anh sẽ xin thêm deal cho tụi em nha. Tụi em bỏ vào giỏ hàng giúp anh nha. Lên bánh tráng. Hôm nay thì anh lại không có bánh tráng, nhưng mà hôm nay anh có cái này nè. Có cái bánh này nè, ok lắm nè. Đây, Phượng, mở ra ăn thử với Phượng. 109.000, hôm nay chỉ còn có 109.000 thôi. Nè, Phượng ơi. Ủa gì vậy? Mày chỉ ngồi bình thường thôi mà không được hả Phượng? Đây, 109.000 cho hai hộp, có nghĩa là mua một tặng một. Ủa gì?
Mua gì? Mua một được hai là sao vậy? Mua một được hai là sao? Lava trứng chảy nè. Mua hộp được hai là cái này là sao ta không hiểu. Nhưng mà nói chung á là mua một tặng một á chỉ có 109.000 thôi. Là các em mua một hộp này là được tặng một cái hộp này. Bây giờ ngỡ gỡ cái hộp này ra cho tụi em xem nha. Mực hả? Mực có nằm ở trong cái giỏ hàng của anh á. Tất cả những cái sản phẩm mà có trong giỏ hàng của anh hôm nay đều là giá là ok nhất rồi đó nha tụi em ơi. Chỉ có cái muối là anh đang xin thêm cho tụi em thôi. Còn cái này là 109.000. Là tụi em sẽ có 4 bánh. Một hộp như là tụi em sẽ có 4 bánh lava trứng chảy nha. Một hộp như là tụi em sẽ có 4 bánh. Bánh này là bánh ngọt cho tụi em nha. Bánh này là bánh ngọt nha. Một hộp vậy có 4 bánh. Tụi em mua một cái này 109.000. Giá gốc của nó là bao nhiêu? Giá gốc của nó một hộp á. Giá gốc của nó là một hộp nha, là đầu của nó nằm tới đầu 3 lận. Đầu của nó là 359. Phi ship nha em ơi. Anh này có phi ship nha. Bạn nào mà không có phi ship dùng nick khác giúp anh nha. Mua một tặng 2 đó hả? Thiệt không? Mua một tặng một là hai đó. Nó kêu hai mày trả không? Mua một tặng một là hai đó, đúng rồi đó. Là có 4 bánh này sẽ tặng được thêm 4 bánh nữa. Anh xé ra cho tụi em coi nha, xé ra cho Phượng với anh ăn luôn nha. Anh hết rồi, nhưng mà hôm nay cái giá hôm nay nó còn rẻ hơn hôm bữa nữa tụi em ơi. Nó rẻ khe hơn hôm bữa nữa, hôm bữa là anh bán tới 120 mấy lận á. Hôm nay bây giờ chỉ còn có 109 thôi. Nè bánh này nha, ê thơm lắm, Phượng thử đi. Ê thơm lắm nè. Xé làm đôi ra. Nè xé làm đôi cho tụi em coi nè. Coi ở trong cái nhân. Đó. Cái này là nó lava trứng chảy nha mọi người. Ăn cho mọi người coi nha. Ở trong nó không có trong bánh bí ở đâu. Không bánh bí á. Bên sau á, bên trong là sốt trứng muối. Ở ngoài nó sẽ cực kỳ thơm bơ luôn. Nè Phượng ăn thử đi. Ở ngoài nó cực kỳ thơm bơ luôn. Ăn cái này uống với trà cực kỳ ngon nha. Bánh này là bánh nướng. Có đậu trắng, bột bánh ngọt, tinh bột, đường trắng, nước tinh khiết, bơ, trứng gà, dầu đậu nành, nước cốt dừa, sữa bột, sữa đặc, bột lỏng, trứng gà đỏ, muối ăn. Đó là tất cả những thành phần của nó. Mà khi mà các bạn mua một hộp sẽ được tặng một hộp nha. Không có mặn. Tay anh rung á là tại vì là cơ địa của anh từ nhỏ tới lớn rồi. Anh bị rung tay, anh bị thiếu canxi. Không có mặn nha, bánh này bánh ngọt nha. Ăn vui lắm. Mua một hộp, tặng một hộp là được hai. Hiện tại trong viên like của anh trăm mấy. Ồ mọi người ơi, brand nói là hiện tại cái giá muối là nó đang rất là rẻ rồi. Brand không có thể nào mà cho thêm được nữa. Cho nên là hẹn mọi người đợt khác. Nhưng mà cái hiện tại bạn nào mà cần cái muối này á, các bạn cứ chốt đi nha. Chốt đi nha, hoặc là bây giờ các bạn mua cái bánh này nè. Mua một tặng một là được hai nha. 109 mà các bạn sẽ có 8 bánh. Tính ra là 13.000 cái. Tính ra là chỉ có cỡ 13.000 một cái bánh trung thu nha. Bánh trứng chảy này thôi. 13.000 một cái bánh trứng chảy này thôi. Các bạn có 8 bánh ăn siêu thích luôn. Bạn nào thích ngọt thì ăn cái này siêu thích luôn. Ngọt nó cũng ngọt mà không nó ngọt. Không ngọt cắt nha. Không khó chịu nha. Mà cái trứng bên trong nè mọi người ơi, thấy cái trứng chảy bên trong không? Nè nó bóng bóng lên nè. Là nó mặn mặn mà nó đã lắm, thơm lắm. Ăn vô lớp ngoài nó ngọt, bên trong nó mặn, thích lắm. Cảm ơn em nha. Chốt danh ruột một hộp nha, em đang tặng cố vấn học tập cho em. Rồi, em đem chọn. Em được hai hộp. Yeah, em được hai hộp á. Hôm nay là mua một tặng một nha mọi người ơi. Mà chỉ có 109 thôi, phi ship nữa. Bạn nào mà không có phi ship á, bạn lấy một cái nick khác bạn vô mà mua giúp mình nha. Ngon không Phượng? Hết rồi. Hết rồi, ngon lắm. Cái này á cực kỳ hot luôn. Mà hôm bữa anh bán á, có mấy bạn trong live mấy bạn biết à. Hôm bữa anh bán hai cái này á, cũng là combo 1 tặng 1, nhưng mà nó chỉ nằm ở mức giá là 129 thôi. Nó không có thể rẻ hơn. Nó chỉ nằm đúng ở cái mức giá là 129 thôi nha tụi em ơi. Hôm nay á là nó giảm được thêm 20.000 nữa, 109. Cảm ơn bạn Trúc Kim nha. Ngon. Mà nó ngon lắm rồi ha. Xé thêm một bịch ăn nữa, hai đứa mình ăn nha, chia ăn nha. Xé một bịch mình, một bịch ăn nữa cho tụi em xem nha. Ăn hết thì còn gì đâu like. Ăn hết thì còn gì đâu like. Đâu có đó má, nhãn hàng gửi tiếp. Tại vì hôm nay là đúng cái ngày hôm nay thì nhãn hàng lại cho anh thêm được deal nữa. Hôm bữa chỉ là 129 thôi, hôm nay anh bán được 109. Tụi em chốt đơn giúp anh nha. Thích cái này thì chốt đi. Tại vì cái này á là tụi em á lâu lâu ăn á,
lâu lâu tụi em ăn tráng miệng nó đã lắm. Lâu lâu tụi em ăn tráng miệng uống với trà ngon nha. Cảm ơn Lục yêu dấu đã chốt cho anh nha. Em đặt mực khách mất dừa rồi, cảm ơn bạn Hào nha. Anh kể rồi nha, giờ anh bán hàng mưu sinh. Hôm nay anh đang có một cái deal cực kỳ hời tới từ nhà gấu Sơm Food, là một hộp 4 bánh trứng chảy này, tặng một hộp 4 bánh trứng chảy, tổng cộng tụi em có 8 bánh, nhưng với giá là 109. Trời ơi, giá gốc của nó là 359. Mời tụi em chốt đơn. Rồi, mang cái thông tin gì đó cho tao đây. Alo. 23 deal. Mà ngày 23 hả? 21 giờ 23 phút, giờ 23, 22 giờ 23, 23 bà má. 23 giờ mấy? 23 giờ 23 phút. À, 23 giờ 23 phút lên đi muối tôm hả? Có lâu quá không? Giờ lên. Bây giờ lên nè, lên điêu nè. Ôi, 90. 20 điêu rồi mọi người ơi, 90. Ba hũ muối tôm chỉ có 90. Tụi em ơi, ba hũ muối tôm chỉ 90. 20 điêu rồi tụi em ơi. Ba hũ đặt đi tụi em ơi. Cái này nè, đặt đi ba hũ muối tôm. Có nghĩa là ba hũ cái này nè, ba hũ muối tôm là mua 2 tặng 1 á, là tính ra ba hũ 90 điêu, 90 ngàn. Tính ra 30 ngàn một hũ. 30 ngàn có một hũ nè, 300 gram. Cái hũ này tụi em ăn mua về, tụi em ăn tụi em không thích, chịu gì anh cũng chịu. Anh nói thiệt. Trời ơi, còn điêu không? Còn điêu không? Còn điêu mà. Còn điêu nha, chưa có hết nha tụi em ơi. Chỉ 20 điêu cho combo 2 tặng 1 thôi, là tổng cộng tụi em có 3 hũ muối free ship nữa. 90 ngàn cho 3 hũ muối, tính ra một hũ có 30 ngàn thôi. Mà một hũ muối tôm như vậy là tụi em có được tới 300 gram, tổng cộng tụi em có tới 900 gram muối luôn. Mà chỉ có với 90 ngàn mà còn có free ship, anh mời tụi em chốt đơn. Trời, cảm ơn bạn Quy Nha nha. Trời, rẻ dữ vậy trời. Trộm giỡn vía nha, cảm ơn Khánh Mai nha. Cái này mà ăn hải sản mất. Cảm ơn Lê Mình nè, chấm xoài ăn ngon không anh? Trời, bao ngon luôn thầy ông nội ơi. Nè. Nè. Mua mực về bắt chanh vô chấm. Mua mực về. Nè, cái này nè. Còn cái này nè, muối tiêu răng ghẹ. Mua mực về dắt chanh vô chấm ngon lắm. Ăn với phở cũng được. Đúng rồi. Cái muối tiêu răng ghẹ này ăn với phở cũng được. Tụi em ơi, cảm ơn bạn Iceless nha, đã săn hu hu rè kheo quá. Cảm ơn bạn Charlie B nha. Trời, cảm ơn Icemi nha. Trời, 90k đã vậy trời. Các em ơi, chỉ có 20 điều thôi. Tụi em chốt lẻ giúp anh nha. Hết rồi. Hết chưa? Hình như hết rồi. Ê, nó lỏng dưới. Ủa phải không? Ê, sao mày không ghim nó lên? Ghim rồi, tao ghim rồi. Tụi em ơi, tụi em cơm mình giùm anh cái giá của ba cái hũ muối này đang ở trong phiên live của tụi em được không ạ? Săn quên trừ 7k kìa trời. Là sao má? Không hiểu. Vô cái này vô mà nướng tôm, đúng rồi, bạn Lục yêu dấu nói đúng nè. Vô cái này mà nướng tôm là bao phê luôn nha mọi người ơi. Nướng tôm hay là làm sốt, trời ơi, sốt chân gà hay là sốt sốt sứa hay là sốt gì đó mà làm cái muối này là rất là ngon. Mà cái muối này nha, nó không bị ngọt cái kiểu mà ngọt bột ngọt đâu. Nó không bị để lại cái hậu gắt, nó không làm cho mình say sẩm mặt ngoài, nó không làm cho mình bị như mất trí nhớ đâu mọi người ơi. Hoàn toàn rất là dịu luôn, comment cho anh cái giá tiền mà tụi em thấy được trên phiên live nha. Chỉ hết hôm nay thôi. Có nghĩa là hôm bữa là anh thấy là ít bạn mua được cái deal này quá. Thành ra hôm nay anh xin thêm. Và chỉ có duy nhất ngày hôm nay nữa thôi. Thì anh mới có cái giá 90 ngàn. 90 ngàn cho 3 hũ. Là khi tụi em mua 2 hũ, 2 hũ muối tôm là tụi em sẽ được tặng 1 hũ nha. Là tính ra 90 ngàn đó là chỉ có 30 ngàn một hũ thôi. 30 ngàn một hũ mà 300 gram vậy, tụi em có thể ăn trực tiếp với lại cái gì? Xoài, ốc, cổi, ốc, ổi. Nói chung là ăn trực tiếp với lại trái cây. Và sau đó thậm chí là tụi em có thể gọi là làm nước tương, hoặc là tụi em có thể kho thịt luôn. Với cái này siêu ngon. Em về đem lên trường nấu bị bạn bè hỏi quá. Muối này ngon lắm tụi em ơi. Nó không có bị kiểu mà bị mất trí nhớ, bị kiểu mà ngọt cờ no đâu nha. Không có đâu nha. Nó không có cái đó nha. Cảm ơn bạn Cami đã đặt nha. Bạn nào đã đặt comment chữ đã đặt. Bạn nào đã đặt comment chữ đã đặt. Mà mình thấy nha, có nhiều bạn bỏ vô đó hàng lắm nha. Nè, anh kiểm tra trên đây nè, trên cái thông tin của nó.
có nhiều bạn không có cay, không có cay nha, có nhiều bạn bỏ vào giỏ hàng cái sản phẩm này lắm nhưng mà các bạn chưa đặt. Có nhiều bạn bỏ vào hàng lắm nhưng các bạn chưa đặt, các bạn chốt đi, bởi vì là chỉ có trong phiên live này của anh nó mới có giá. Cảm ơn bạn CDB nha, cảm ơn bạn Huỳnh Na nha, cảm ơn bạn Lục yêu dấu nha. Không có cay nha em ơi, muối tôm Tây Minh tụi em ăn sao là nó y chang vậy đó, nhưng mà nó ngon hơn. Cái này, cái bên này anh thích hơn, cái vị của nó ngon. Cái anh này thích. Rất là tốn, tốn hoa quả. Đúng rồi. Mà nó còn có vụ, có muối tiêu nữa nha. Nó có phân khúc muối tiêu nữa. Ê, muối tiêu thơm mày. Ngon á, tao ăn mấy giờ. Ê, muối tiêu, ê lúc hồi tám mày mua tô phở, hai đứa mình nó hả, vừa đành thanh bài thai mà vừa hả ăn phở với lại muối tiêu không. Ê, ngon lắm tụi em ơi, anh nói thiệt. Sản phẩm nào thì tụi em mua tụi em hối hận, chứ sản phẩm này tụi em không thể nó không mua. Không làm tụi em hối hận đâu. Số 10 Việt Nam. Số 10 luôn á. Số 10 hả, nằm trong top 10 hả? Ừ, ngon, đâu có đâu, tao chế. Là chế nữa. Nói chung là cái sản phẩm này á, đều là nông sản, là đều là đặc sản, là nông sản, là đặc sản của Việt Nam mình hết. Cho nên là tụi em mua cái này á, là tụi em ủng hộ người Việt nha. Không hề cay nha, muối tiêu ăn cay ngon hơn. Nó the hơn, đúng thiệt. Đúng. Cái này nó the, nó sẽ có sự cay hơn. Nhưng mà nó thơm. Nhưng mà nó thơm. Nó thơm lắm, nó không làm cho mình hủi vô mình ắc xì nha. Nó thơm, mùi tiêu rất là dịu nhẹ luôn nha. Mà tụi em ăn với phở là quá xuất sắc luôn. Ê, cái này là muối tiêu này mình ăn với cái gì ta? À, muối tiêu chay mặn dùng được. Chay mặn dùng được là sao mày? Ăn mặn ăn chay đều dùng được. À, và đặc biệt nha tụi em ơi, cái này là công nghệ sấy lạnh nha tụi em, cho nên nó giữ hương, nó giữ hương vị rất là tốt nha. Em thích ăn cay hả? Vậy thì em làm thêm ớt. Em có thể dùng cái này em làm nước tương và em thêm ớt vô nữa nha. Xài cốc ở tùm lum hết nha. Muối tiêu vắt chanh vô hải sản ngon lắm. Trời ơi, đã quá Chelly Bee ơi. Cái này xuất sắc nha. Xuất sắc thiệt, 10 điểm. 10 điểm cho các em này. Ủa nhưng mà chỉ xin được deal kia 90 ngàn thôi hả? Có xin được nè. Các bạn ơi, mình chỉ xin được cái deal này 90 ngàn thôi, cho nên các bạn chốt lẻ giúp mình cái deal này nha. Mình mà xuống like một cái là mình nó sẽ không còn, nó sẽ về lại á. Nó sẽ là về lại giá, nó sẽ không còn cái giá này nữa đâu nha mọi người ơi. Chỉ duy nhất cái ngày hôm nay, còn duy nhất ngày hôm nay thôi. Tại vì mấy cái đợt khác là bảo còn không có live food nữa. Mấy cái đợt khác là bảo sẽ live về mỹ phẩm nè, rồi hả, trời ơi, cái cục tiêu của nó nè, cái cục muối tiêu của nó, muối tiêu rang ghẹ của nó các bạn thấy không? Thơm cực kỳ luôn. Ngon á. Chỉ còn duy nhất hôm nay là bảo live food thôi. Có nghĩa là đợt sau là bảo sẽ live về son môi nè, với lại là mỹ phẩm. Cho nên là các bạn chốt nhanh giùm mình em này nha. Mình mà xuống live một cái là nó sẽ không còn cái giá này đâu. 90 ngàn cho 3 hũ. Một hũ 300g, tổng cộng là 900g muối. 900g muối tôm. Trời ơi, không còn cái gì hời hơn nữa mà còn free ship nữa. Chỉ 90 ngàn thôi là các bạn đã có 3 hũ rồi. 30 ngàn ra siêu thị, có một hộp muối 30 ngàn ra siêu thị mua được cái hộp muối nhỏ vậy nè. 30 ngàn thôi á. Lùn như vậy nè, 30 ngàn. Mà trong phiên live này mình nói thiệt, các bạn đi siêu thị các bạn biết mà đúng không? Các bạn nào thường hay đi siêu thị với gia đình các bạn biết. Cái hộp muối tôm nhỏ vậy nè là 30 rồi. Mà cái này 30 ngàn một hộp bự chà bá như vậy nè. Sao không mua mà còn free ship nữa? Quan trọng là free ship. Mời tụi em chốt đơn. Đó. Mai anh có kể mà kể trên kia nha. Rồi cảm ơn bạn Jellybee đã chia sẻ phiên live nha. Anh nói thiệt, anh vẫn phải muốn bán cái muối này bởi vì là đây là một trong những cái sản phẩm mà hiện tại là đang hời nhất trong cái giỏ hàng của anh luôn. Cùng với lại cái gấu sơn phút nè. Hai cái này là hời nhất nè. Với lại là bạn nào muốn gọi là nước dừa hay là xoài hay cái gì đó, các bạn có thể đi siêu thị ở trong cái phiên live của anh nha. Ủa, sao cái cá bò khô nhiều người xem quá vậy? Cái bà, cá bò khô nướng cũng ngon lắm nha mọi người. Cái cá bò khô nướng cũng ngon lắm nha. Nhưng mà hiện tại bây giờ cái muối này đang hời nhất nè. Cái muối này chỉ có 90 ngàn thôi tụi em ơi. 90 ngàn là tụi em sở hữu được 3 hộp rồi. Tụi em chốt đơn giúp anh nha. Cảm ơn bạn chấm hỏi nha. Làm biến nhận hàng. Từ từ đi, đâu phải ta ship liền cho bà đâu. Tới hôm mà bà nôn nhận là người ta ship tới. Vượt qua tiêu cực đúng không Minh Thư? Mua cái hũ muối này về ăn với lại xoài cốc ổi đi. Mình tiêu cực mà mình ăn với muối tôm là quá xuất sắc đúng không mày? Đúng. Trời ơi, ăn với muối tôm một cái nha là nó vui vẻ gì đâu luôn á. Mà chỉ có 30 ngàn một hũ 300g. Một 30 ngàn em đi ra ngoài siêu thị chưa chắc gì em đã mua được cái hũ nhỏ nữa. Hũ nhỏ cỡ 30 mấy chứ mới 30 đâu, nói thiệt. Mà trong phiên live của anh nha, anh được nhà Thanh Hồ cục to vậy nè. Nè, cục to vậy nè. Cái muối này là ép công nghệ mới, ép lạnh nha. Được nhà Thanh Hồ cho cái deal chấn động 90 ngàn cho 3 hũ thôi. Mà một hũ về tới 300g nữa nha. Một hũ về tới 300g, phải nhớ nha, một hũ 300g. Mà tụi em có tới 3 hũ, tổng cộng 900g, nó lời hơn rất nhiều khi tụi em mua để dành để tụi em làm nhiều thứ lắm. Tụi em mua để dành để tụi em làm nhiều thứ lắm. Tụi em có thể là kho thịt kho nè,
thì tụi em có thể bỏ cái muối tôm này vô được luôn, nó làm thơm vị, nó vậy vị lên rất là thơm luôn nha. Đúng rồi, thì anh nói đúng á. Dạo này ta cũng mê Quang Hùng nha, nhưng mà nếu em mê Quang Hùng với anh thì em phải sở hữu một cái muối này giống anh. Ăn vô nó cuốn á. Gì chói chói tim, gì chói chói lên vào tim ta đó. Mua hũ muối đi. Bảo quản lâu nha, đét tới 1 năm được. Đét tới 1 năm nha. Bảo quản lâu nha, đét tới 1 năm được nha. Ba cái hũ này thiệt ra tụi em về tụi em kho thịt. Tụi em nấu này kia các kiểu. Ăn xíu là hết à. Lâu lâu tụi em kiểu ngán mồm á. Tụi em bỏ vô mồm tụi em ăn, ăn không muối nó cũng không có bị chát nữa. Nó rất là sướng luôn nha, sướng cái muối sướng quá đúng không? Ê bây giờ mình mua trái cây đi. Mày đặt trái cây đi. Đặt trái cây không? Lát hồi tụi mình ngồi chơi mình ăn muối. Hàng phở không? Buổi tối mà ăn là bị ế. Kệ đi, thanh lọc cơ thể đi, detox đi. Ngon mà. Cá khô, cá khô đúng rồi. Ăn với cá kho ngon lắm. Làm cá kho cũng làm cái này. Tụi em mua cái này về cho ba mẹ nè. Cho ba mẹ về, ba mẹ nấu ăn cho tụi em. Tại cái này cũng là một cái gia vị mà dễ nấu. Cảm ơn bạn Định Trung nha. Tính mua mà nãy anh lấy tên vệ cũ của em đi kể chuyện. Anh hồ đồ quá, anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em đi. Anh xin lỗi em. Anh xin lỗi em, em làm cho anh một đơn đi, anh xin lỗi em. Anh thay mặt băng, anh xin lỗi băng luôn. Anh không biết, anh tệ quá. Anh sống sai rồi. Anh hiểu rồi. Anh hiểu băng đã phải chịu những cái khổ đau như vậy rồi. Anh không đáng là mặt anh ruột của em. Nhưng mà cái này á, nó đáng để em xuống tiền lắm. 90 ngàn cho 3 hũ muối. Muối Tây Ninh. Muối này ăn cóc xoài ổi vô tư. Anh năn nỉ em đăng, em chốt đơn đi băng. Anh năn nỉ em chốt đơn đi băng. Tại vì biết sao không? Anh mong muốn nhà em ăn ngon thôi. Tiền bạc không quan trọng. Chỉ là mong muốn em được ngon và hạnh phúc thôi. Là anh vui rồi. 90 ngàn quá rẻ. Siêu siêu khiêu rè khe luôn. 90 ngàn 3 cái hũ này. Đi đâu mà có? Chỉ có trong villa của Châu Hoài Bảo. Mời mọi người chốt đơn. Chốt đơn cho anh đi. Tụi em ơi chốt cái hũ muối này đi. Anh là anh thích bán cái hũ muối này. Nãy giờ anh bán hoài luôn tụi em thấy không? Bởi vì anh rất là mê. Tụi em biết rồi đó. Anh là mê cái nào anh bán hoài cái đó. Anh nói hoài cái đó luôn. Anh nói hoài đó. Bởi vì anh có anh kiểu như mà anh hiểu cái đó thì anh mới nói, còn không hiểu là khó nói lắm tụi em ơi. Mà chỉ có 90 ngàn cho 3 hũ luôn, là mua 2 tặng 1. Combo 2 á là bình thường nha, giá gốc nó là 192. Hiện tại trong phiên live là mua 2 cái này á chỉ có là 90 thôi. Mua 2 cái này chỉ có giá 90 mà còn được tặng thêm một hũ 300g mà hũ đúng size luôn, size bự luôn nha. Đã lắm tụi em ơi. Chân gà tụi em mà có làm sốt chân gà thì tụi em bỏ cái này vô cũng được luôn nha. Ảnh mê là ảnh bán thôi, anh dụ em hoài. Ok em. Rồi bây giờ dụ tới cái khác nè. Bây giờ cái hiện tại bây giờ là cái ba cái hũ muối này á 90k cho 3 hũ á. Và free ship á vẫn còn nằm ở trong cái giỏ hàng của Bảo. Bây giờ Bảo sẽ chuyển sang bán lại cái gấu sông food cho mấy bạn. Bởi vì cái này là hời. Cái này hời. Bây giờ 400 bạn, mỗi bạn mua cho anh một combo thôi là anh vui. 400 bạn đặt là, đi. Là anh hạnh phúc. Là anh hạnh phúc là tối anh ngủ ngon luôn á. Ngủ hẳn cẳng ngày mai là có tinh thần kể chuyện mai cho tụi em luôn. Ok không? Ok không? Chốt đơn. Nè, gấu sâm food nè là một cái hộp như vậy nha, là tụi em sẽ có tổng cộng á 8 bánh. Một không, một cái hộp 4 bánh. Một hộp 4 bánh. Một cái hộp này là 4 bánh. Là giá gốc của một hộp là 359. Hôm nay chỉ còn có 109 thôi. Mà các bạn mua một hộp này được tặng thêm một hộp này nữa, là tổng cộng là 4 bánh này cộng 4 bánh này là tụi em có 8 bánh. Mua về 8 bánh. Một hộp 4 bánh. Trời đất ơi, ăn là tao nói là quá là đã luôn đi. Tại vì cái này đó là bạn nào thích ăn ngọt là sẽ siêu thích cái này luôn. Mà trứng chảy bên trong nó mặn mặn đó nha. Ăn lớp ngoài ngọt, trứng chảy bên trong mặn mặn rất là dịu nha. Vậy? Cái 90 được những hũ. Đây, được 2 hũ này thêm 1 hũ tặng với em. 2 hũ này được thêm 1 hũ tặng nha. 2 mũi thú muối tôm được thêm 1 hũ tặng nha. Rồi, bây giờ xé lại, xé cho mấy bạn. Không, ta thích ăn cái này ăn bình thường. Tại vì ta cũng đang đói. Thích ăn cái này ăn bình thường. Đây, xé ra cho mấy bạn coi ha. Đây. Nè nha, đây. Đây là cái bánh của nó nha. Giơ cái hộp lên giúp ăn cái. Nè, đây là cái bánh của nó nha. Bây giờ anh xé ra cho tụi em xem nha. Đây, để anh xé ra. Ủa sao nó biết vậy bé? Biết gì? Tối nay anh này. Anh đến đâu, anh đến đó.
Nè thấy không? Nè. Cái sốt nè thấy không? Ngon. Cái sốt này bên trong nè các bạn thấy không? Nó áo nè, cái sốt này sốt trứng chảy nha. Sốt trứng. Mặn mặn. Cũng là ngọt. Chịu không? Sốt liền. Mà nó chỉ có 109.000 thôi, mua 1 tăng 1. Mày biết chèn cái nhạc gì không? Chỉ có 109 mà mọi người chốt chân. Trời ơi, 359 còn 109 mà còn được tặng thêm một hộp nữa. Sớm nó ngon dữ vậy. Ngon quá. Nó rất là thơm mùi bơ. Dậy mùi cực kỳ. Ăn với lại hả, uống trà là xuất sắc. Mua một. Muốn gửi chuyện thì phải làm sao? Chốt canh ruột rồi kìa. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Ủa, bánh 110 ship 50. Đổi nít thử em. Em đổi nít đi. Tại vì bên em, bên đây bây giờ giá đang rẻ quá cho nên nó tính thành ship á. Một nít. Em đổi tiếp đi. Đổi nít đi. Em đổi nít khác đi. Là em dâm tính tiền ship lại. Nít nè, mua bị tính tiền ship, đổi nít cho anh nha. Được sao mày kia tao mang cái lên rồi mày không bán? Chưa, từ từ. Tao không tìm thấy cái link đó. Ủa? Ok, bán muối ghẹ đi. Bây giờ anh lên cái điều muối ghẹ cho tụi em nha. Bán muối ghẹ cho tụi em nha. Đây. Đây, bán muối ghẹ nha. Đâu? Bạn chấm hỏi có free ship kìa. Bây giờ cái muối ghẹ này tụi em muốn anh bán giá nhiều. Bây giờ mình lên cái muối ghẹ nha, hồi nãy là muối tôm. Bây giờ nãy anh bán á là cái này tụi em muốn giá nhiều. Riêng cái này là muối ghẹ nha. Một muối tôm, một muối ghẹ. Hồi nãy combo nãy 90 á là tất cả đều là muối tôm. Còn bây giờ là có muối ghẹ nữa. 9k 1k hả? Sợ không được á. Sợ không được á, để hỏi. Bạn staff của anh đang xin cho anh nha. Xin cho anh nè, combo này, một muối tôm, một muối ghẹ để lên cho tụi em ráng nha, tụi em thích muối ghẹ thì tụi em bỏ giỏ hàng đi cái muối ghẹ này nè. Lạ, muối ghẹ này lạ ha. Bình thường mình thấy muối tôm thôi, mà mình giờ mình có muối tiêu rang ghẹ. Thơm lắm. Cái mùi nó thanh tẩy ghê đó. Cái mùi nó thanh tẩy lắm nha. Cái mùi tiêu của nó thanh tẩy cực kỳ. Bạn nào mà đang bị bệnh á, mà bạn bỏ cái muối này á vô trong cháo á. Trời, ăn nó nóng nó chảy mồ hôi. Biết sao không? Khi mà mình bị bệnh á, cái lưỡi của mình á nó không có cảm nhận được đồ ăn nhiều á, cho nên là nếu mà bạn ăn cháo bạn bỏ muối tiêu rang ghẹ vào, cái này ăn chay mặn đều được nha. Muối tiêu rang ghẹ vào là nó xuất sắc luôn. Anh đang xin deal này, tụi em đợi chút xíu nha. Xin deal cái muối tiêu rang ghẹ cho tụi em đợi chút xíu nha. Xin deal cái muối tiêu rang ghẹ cho tụi em đợi chút xíu nha. Trói em vào tim ta. Cái 90 có muối ghẹ không? Cái 90 là nó chỉ muối tôm thôi nha. Cục vàng coi kỹ giúp anh nha. Cái 90 chỉ có muối tôm, hồi nãy giờ anh bán muối tôm. Tại vì anh không có hai hộp muối tôm cho nên anh mới cầm hai hộp này lên đó. Thế anh không có một hộp muối tôm. Để coi nó xin được chưa. Xin điêu sóc đi được không? Cho coi là bánh trung thu kìa. Cầm cái hộp vào đây. Nè, coi lại hộp bánh nha. Để xíu nha, có mấy bạn kêu cho lại coi lại hộp bánh. Để chút xíu anh ghim lại cái hộp bánh nha. Thôi nó đánh anh. Đây, hộp bánh nha. Em ơi, em xin nhãn hàng cho anh điêu sóc được không? 5 điêu thôi cũng được, hay 2-3 điêu thôi cũng được. Cho fan anh săn. Đây, hộp bánh cho tụi em xem nha. Bây giờ cái combo này á là tụi em mua 1 sẽ được tặng 1 nha. Chỉ 109.000 thôi. Mà trong một cái hộp này nó sẽ có 4 bánh nha. Dịu nè, bên trong là nó có trứng chảy nha mọi người ơi, bên trong là nó có trứng chảy nha. Đó, một bánh nhỏ như này, một bánh này tính ra là 13.000 một. Nếu mà tụi em mua combo này á, mua một tặng một và chỉ có 109.000, tính ra là chỉ có 13.000 một hộp này thôi. Thôi là 13.000 một bánh thôi.
13.000 một bánh này thôi. 13.000 một bánh thôi nha. Ok, em đặt cái này tặng cô được nè. Cái này dịu nè, tặng cô đi, chắc cô thích dữ luôn á. Mà chỉ có 109 thôi. Mà em về em độn giá lên em mua hả 300.000 một hộp lận. Cô đâu có biết đâu. Cô đâu có coi live chưa rảo đâu. Cô đâu có biết đâu. Em độn lên em nói là hả tới 300.000 một hộp lận đó cô, mua cô vui lắm đó. Hiểu không? Đó, mà trong khi mà em mua chỉ có 109 thôi, quá hời. 109 em mua một hộp này được tặng một hộp này 4 bánh. 4 bánh này tặng 4 bánh này là tổng cộng 8 bánh. Mời tụi em chốt đơn. Chốt đơn cho tụi em ơi, mời tụi em chốt đơn nha. Anh mà xuống like một cái nha. Anh tính 13 giờ, 23 giờ anh xuống like á. Anh tính là 23 giờ anh xuống like đó. Mỗi đứa mua cho anh một combo bánh đi. Một combo bánh đi là xịn. Tại vì cái này nó mới. Tại vì cái deal này, cái link này nè, là nó chỉ làm ra cho anh để anh bán thôi. Nó link này nó làm ra để cho anh bán thôi. Cho nên cái link này là link mới. Hiểu không? Link này là link mới. Cho nên là nó hả. Ủa lượt đánh giá thấp là đã thấp sao? Tùy khẩu vị của mỗi người nha cục vàng ơi. Nhưng mà anh ăn thì anh thấy ngon nha. Mê nha, có bạn ăn rồi bạn khen nha. Tùy á mọi người ơi. Một sản phẩm mà nó tùy, mà đâu phải là cái miệng của mình ăn mà mình thấy ngon là người khác là không thấy ngon, là người khác thấy dở đâu. Hiểu không? Là sẽ có người này người kia nha cục vàng ơi. Nhưng mà cái này đóng gói đầy đủ mà. Đóng gói sạch sẽ, bao bì rồi nhãn mác đầy đủ hết. Đây là làm việc rất là tươm tất luôn á. Ghi thông tin này kia rõ ràng luôn nha. Trời ơi, tao quên đăng video trên yêu từ bé hoài luôn á. Tặng đôn lên đỉnh cô, ok, tặng đôn lên đỉnh cô cho cô thương nha. Bây giờ đi nói là một hộp này mua 300 mấy đi. Mà trong khi mình mua 109 hai hộp. Dữ chưa? Dữ chưa? Rồi giờ tao lên muối nha. Muối có được chưa ta? Bây giờ muối tôm á, mà bạn thấy đó nha. Là combo muối này nè. Combo muối này nè. Là 3 hộp đều là muối tôm hết. Còn bạn nào muốn mua muối rang ghẹ á, muối tôm ở đây chứ lộn. Nguyên con tôm luôn nè. Ờ đâu? Nguyên con tôm khô luôn. Thấy không? Thấy tôm khô. Nè, nguyên con tôm khô trong này nè. Sao tao dơ đây cho tụi nó thấy được ta? Nguyên một con tôm khô. Trái mà đang 90.000 á tụi em. Là muối tôm không nha. Em đôn giá mẹ lên 350 dữ rồi đó. Chạy đi cho mẹ thương. Cho... muối đang ghẹ rồi tụi em ơi. Mà tụi em ăn thích anh ăn xin đi cho tụi em nha. Đợi anh xíu nha. Ăn nó có vị ngọt nhiều nhưng mà nó ngon á. Trứng chảy cũng béo béo. Uống trà là hợp. Biết sao không? Cái này người ta làm để cho tụi em uống thêm trà đắng á. Cho nó dịu lại. Nó ngọt mà, ngay từ đầu anh nói là nó ngọt. Chỉ là bạn nào thích ăn ngọt thì ăn được thôi. Chấm gì cái này à? Cái này hả Đức Tùng? Em có thể là chấm bất cứ loại trái cây nào, hoặc là em có thể ăn với phở đều được nha. Em chấm bất kỳ loại trái cây nào mà ăn với phở đều được nha. Hoặc là bây giờ là tụi anh chỉ có đúng, anh chưa có xin, đang xin nhưng mà cái muối tiêu đang ghẹ này tụi em đợi xíu nha. Còn bây giờ là anh chỉ đang bán muối tôm thôi. Thì muối tôm combo 3 hộp là đang được 90.000 nha. 3 hộp 90.000 nha. Cái này là uống. Ừ đúng rồi. Trời đang lạnh mà uống trà Phúc Long với lại là hả ăn bánh này là quá xuất sắc. Chào ơi. Anh chỉ còn hả bán cỡ chừng 2 hộp bánh, hoặc là hả 3 combo muối nữa là anh xong. Anh chỉ cần bán hả 3 hộp bánh với 3 combo muối nữa là anh xong. Anh xong. Xê mẹ ơi, sau tháng này tao nghĩ là chắc là tao không có đạt được KPI rồi. Sao tao có một cái linh cảm vậy? Cái cảm xúc của tao không có đạt được á. Cảm xúc á. Ơ tình bạn. Hù cái gì bà? Sao tự nhiên bị trùng trùng sao đó ba? Bị trùng trùng á. Lên giúp anh combo ghẹ đi. Lẹ lên thì anh ơi, tôn ngộ không đâu. Anh cứ quăng vào chỗ trưng bày, lo em đi shopping cho mặt anh. Trời, cảm ơn bạn Lục nha. Em có chưng cái con mà anh tặng em không vậy?
Em có trưng cái con mà anh tặng em không? Tao tặng cho bé Lục á, cái con lai bóc của tao á. Bé Lục nó nhận mặt nó không biến cảm xúc lại. Tao suy nghĩ trong lòng, có thích không ta? Có thích không ta? Có thích không ta? Còn có à, em để ở bàn học dễ thương quá à. Lỡ lên bàn học để có động lực nha. Các bạn ơi, các bạn nào thích trang vẽ thì đợi chút xíu nha. Anh đang xin nè. Anh nghĩ là hôm nay nếu mà anh bán được thêm 2 combo, 3 combo muối hoặc là 2 combo bánh nữa là đạt KPI của anh đó. Bởi vì là có một cái linh cảm là cỡ đó là đã tốt nhất rồi đó. Du học hả? Ráng đi nha. Hồi xưa anh cũng thích đi du học lắm á. Nhưng mà hả, anh thấy còn ba mẹ ở đây mà anh có một mình anh là con của ba mẹ anh thôi nên không có dám đi. Hiểu không? Hồi xưa anh với chị Phượng là xém trúng tuyển đi du học Úc đó. Anh thì lo cho gia đình, còn chị Phượng á thì hả sợ mình nhện á, chị Phượng không dám đi. Chị Phượng được tuyển rồi, chị Phượng được trúng tuyển đi luôn, nhưng mà chị Phượng quyết định là học ở Việt Nam vì chị Phượng sợ nhện. Nổ không chớp mắt luôn. Ok mọi người nha, hiện tại cái combo muối này nè, bảo mà xuống like một cái là chỉ còn không có giá 90.000 nào đâu nha mọi người ơi. Bạn nào mà thích muối á, muối Tây Ninh á, muối tôm Tây Ninh rồi đó, thì các bạn chốt giùm mình cái hộp combo này nha. Mua 2 tặng 1 nha. Một hũ như vậy là 300g giúp anh nha. 2 hũ là 600g, tặng thêm một hũ 300g nữa là 900g, chỉ với 90.000 và free ship luôn nha tụi em ơi. Cho nên là bây giờ cái giá này rất là hời luôn. Mà nếu mà tụi em không mua là đợt sau anh không còn cái live food này đâu. Là live food là tụi em phải đợi tới tháng sau lận, cho nên rất là lười, hiểu không? Nên có một em này nha. Nên có một em này trong nhà nha. Cái này có thể vừa ăn với lại trái cây mà còn có thể vừa ăn với lại ăn kho thịt này kia các kiểu cũng rất là ngon nha tụi em ơi. Có điều chưa, hôm nay trời mưa nên tâm trạng tao trùng phùng nè. Hôm nay trời mưa tâm trạng tao trùng nè. Tao để gì nha, mà bữa TikTok nó đánh tao để sai sản phẩm đó. Bữa tao để tao chưa kịp lấy cái sản phẩm kia xuống thôi mà nó đánh tao sai sản phẩm đó. Chết rồi. Có điều chưa? Có điều rồi hả? Đâu thấy đâu. Không thấy bé ơi, vẫn 153. Vẫn 153. Tao để vậy mà nó kêu tao sai sản phẩm. Tháng này anh bán mỹ phẩm với quần áo nha. Tao nghĩ là chắc phiên cuối là tao lai chấn động phiên cuối. Tao lai 2-4 tiếng luôn. Tao lai tới sáng luôn. Phiên ngày 27 á, tao bán quần áo hả, tao lai tới sáng luôn nha Thùy Anh nha. 22:53 lên nha tụi em ơi, 22:03 nữa thôi. 3 phút nữa thôi là sẽ lên cái combo muối tôm Tây Ninh với lại là muối tiêu rang ghẹ nha. Tặng một muối tôm Tây Ninh nha tụi em ơi. Đợi nha, 27 nè anh làm một cơn chấn động đi. Coi như là tao sẽ để động lực của tao cho tới ngày 27. Một cái động lực lớn của tao luôn. Để tao hả làm một cái like chấn động luôn. Like chấn động vào cái ngày 27 luôn. Like chấn động địa cầu luôn nha. Chắc tin em. Đẩy. Chắc tin ok em nha. Nhiều đồ chấn động luôn đó thiệt. Đồ phụ con gái chấn động luôn. Cho xin ít sản phẩm giờ mà mấy ngày tới like ở nhà cho mấy bạn thấy đi. Anh không nói kỹ tưởng muối ghẹ hả? Vậy thì em có thể hủy cái đơn đó, em đặt lại đơn này, đơn sau nè. Hủy đơn nó đặt lại đơn sau được á. Anh chỉ nói là muối tôm thôi, chỉ là anh dơ cái này lên. Chắc em hiểu lầm á. Nhưng mà nếu mà em muốn mua cái đơn muối tôm với muối ghẹ luôn á thì em hủy cái đơn kia được nha. 27 này anh sẽ like quần áo. Sẽ like tất cả những sản phẩm về quần áo nam nữ, mà đặc biệt là nữ nhiều nha tụi em ơi. Em hủy cái đơn đó, em đặt lại cái đơn này đi. Là một đứa cơn chấn động luôn. Còn ngày 15 là sẽ like về mỹ phẩm, son này kia các kiểu. Mà không biết có ổn không. Ngày 15 là Chủ nhật tuần này luôn phải không bé? Trời ơi, còn nợ ngân hàng chưa trả xong. Đúng rồi, chủ nhật tuần này.
Đúng rồi, chủ nhật tuần này ta làm một cái phiên chấn động đi. Ê mày ơi, ta có cục mụn ở trên đỉnh đầu nè. Đâu? Nó to đau lắm, bây giờ làm sao? Mày coi giúp tao vô. Mày coi giúp tao được không? Muối Tây Ninh cộng muối ghẹ cộng một không anh là sao? Ê, đã quá mày. Muối Tây Ninh cộng muối ghẹ nha tụi em ơi. Muối Tây Ninh cộng muối ghẹ. Ê, còn một phút nữa thôi. Nhưng mà nó chín luôn rồi đó. Nó chín là từ quốc nó luôn cho tao được không? Tao đau quá. Nhưng mà ý là bây giờ khăn giấy. Khăn giấy hả? Khăn giấy nè bây giờ anh ghim cái chuẩn bị anh ghim thẳng cho tụi em nha. Cái muối này chuẩn bị nó xuống nó sẽ có điêu nha, tụi em đợi chút xíu nha. Muối ghẹ ngon lắm thiệt, tụi em ăn với cháo hay tụi em ăn với cái gì cũng được nha. Mày nha, mày ngồi ý nha. Đó mày nghe không? Ghê quá à, một cái bọc luôn á. Mày nghe không? Nghe. Ủa, cái bọc luôn chín rồi. Đầu mà nổi mụn. Nóng á. Lên cho trời 100.000. Trời, cái muối ghẹ, muối tiêu rang ghẹ này bình thường mắc lắm. Bây giờ chỉ có 100.000 thôi tụi em ơi. Chỉ 100.000 cho combo hai cái này. Chỉ 100.000 thôi nha tụi em ơi. 100.000 làm vừa có muối tôm rang ghẹ, một muối tiêu rang ghẹ. Vừa có muối tiêu rang ghẹ mà còn có muối tôm Tây Ninh nữa. Tặng thêm một muối tôm Tây Ninh nữa. Muối tiêu rang ghẹ này 300g. Muối tôm Tây Ninh này 300g. Combo hai này chỉ có 90.000. Tặng thêm một cái muối. Đó là chỉ có 100.000. Tặng thêm một cái muối tôm. Muối tôm nữa là tổng cộng 3 hũ mà chỉ có 100.000 thôi nha. Có ra không vậy? Nó ra nhưng mà phải nặng hết máu thì nó mới nặng tiếp đi. Tụi em ơi, chốt giùm anh đi, bạn nào thích muối tiêu rang ghẹ thì quất liền cái này lẻ lên mọi người ơi. Anh mà xuống like một cái là không còn cái giá này đâu nha. Anh mà xuống like là không còn giá này đâu nha mọi người ơi. Ghê vậy. Ủa sao mà tao ít vậy mày, tao thấy cái cục đó nó bự lắm mà. Nó như đó rồi đó, nhưng mà mày phải nặng ra hết máu thì nó mới ra. Mày nặng tiếp cho tao đi. Mày nặng bằng khăn á. Em ơi, Trúc ơi, em mua cái muối tiêu rang ghẹ này với lại cái muối tôm Tây Ninh đi, em tặng cho crush em mà tự nhiên crush em nó chú ý em à. Thấy em mặn quá. Đây em ăn mặn á. Đây ăn mặn á. Ngon á. Rồi cảm ơn bạn nào đã vừa chốt cho Bảo nha. Mấy bạn ơi, mấy bạn bỏ giá hàng thì mấy bạn chốt nha. 6 phút nữa Bảo xuống like đó. Chỉ còn có 6 phút nữa là các bạn cơ hội các bạn bỏ hai cái hũ này vô trong giỏ hàng giúp Bảo nha. Bạn nào mà thích bánh thì chốt bánh nha. Bạn nào thích bánh thì chốt bánh nha. Rồi. Sao cái cục rồi. Đó tao thấy bự dữ hết luôn. Hết rồi, đừng rò nữa, hết rồi. Tao ghét nó, tao đụng vô tao đau khó chịu. Đó là cục mũ mà. Đừng buồn em ơi. Đại lục bà điểm ơi. Quất cái combo muối này giùm anh đi. Chỉ có 100k thôi mà em có muối tiêu rang ghẹ. Muối tôm Tây Ninh. Em có muối tiêu rang ghẹ, muối tôm Tây Ninh. Cảm ơn chấm hỏi nha. Muối tiêu rang ghẹ, muối tôm Tây Ninh, một hũ 300g, 3 hũ là 900g nha. Mua 2 tặng 1 nha. Mua 2 hũ này là 600g nè, tặng thêm một hũ muối tôm Tây Ninh 300g nữa là 900g. Mua có hết buồn không? Có nha đại lục bà điểm ơi. Ta còn 2 deal nữa, 2 đơn nữa là tên. Ủa ngồi muối vô hả, là đã chỉ còn hả một deal nữa thôi. Một deal nữa thôi. Bây giờ là còn 5 phút để tụi em chốt đơn cái combo muối này nha tụi em ơi. Chỉ còn 5 phút để tụi em chốt đơn combo muối này thôi nha. Mua muối tặng ổng đi. Combo muối này quá xuất sắc đi. Là gồm có là gồm có một muối tiêu rang ghẹ, chay mặn đều ăn được, và một muối tôm Tây Ninh, muối tiêu rang ghẹ và một muối tôm Tây Ninh. 100k là tổng cộng là được tặng thêm một hũ nữa, giá gốc là 192, tổng cộng tặng thêm được một hũ nữa là một hũ muối tôm nữa. Tặng muối, tặng thêm một hũ muối tôm nữa nha, tổng cộng 3 hũ lận nha. Tụi em còn 4 phút để chốt đơn nha. Tụi em còn 4 phút để chốt đơn nha. Và anh còn một đơn nữa là đủ. Ủa? Đủ cái gì? Đủ nè, một đơn nữa là bán một đơn nữa là đủ rồi. Ok, Lục yêu dấu nha. Trời ơi, hôm qua Lục xém trúng luôn, tiếc ghê ha. Đừng có cầm nữa, xong rồi. Ờ. Dơ đi. Đau quá à. Mai em làm biến dậy đi học quá ai ơi, thì nghỉ. Ta
tao với con Phượng là cho nghỉ có 45 ngày, tao với con Phượng nghỉ đủ 45 ngày luôn. Tao với con Phượng nghỉ học hoài à. Tao bị lố 3 ngày. Con Phượng đi lố 3 ngày, tao hả thì ngủ đúng đúng 45 ngày, ngủ đúng 45 ngày luôn. Gọi điện thoại con Phượng gọi. Hôm nay có đi học không? Tao kêu không, là hai đứa nghỉ. Mày có đi học không Phượng? Buồn ngủ quá thôi chắc không đi đâu ha Bảo ha, là hai đứa nghỉ. Nghỉ đi. Nghỉ đi, mốt rớt môn là biết. Nghỉ đi. Trí cốt vậy đó. Đi mét người ta thì cũng đi chung. Nói xấu người ta cũng nói. Còn một đơn nữa. Còn một đơn nữa. Nói xấu người ta cũng nói xấu chung, không sao hết. Tháng này mà nó anh không có về số cũng không sao. Tháng sau. Tháng này mà không về số cũng không sao, tháng sau. Thì định đi du học Úc đó. Định đi du học Úc đó. Một trong hai đứa không có đi. Nhưng mà một trong hai đứa không có đi, cả hai đứa đều dính hết. Đợt đó là thi để cố gắng để lấy cái gọi là cái gì ta? Mình thi mình lấy cái học bạ, mình xét học bạ để mình đi á. Nhưng mà hai đứa là muốn đi chung với nhau. Để đi qua Úc đó, con Phượng thì nó nửa chừng nó sợ nhện rồi nó sợ kanguru đánh nó. Nó sợ kanguru dí nó. Còn tao thì tao thấy cha già chưa nuôi, mẹ già chưa báo hiếu, đi xa thì nhà có thằng trai à. Thì cũng tội là hai đứa nghỉ luôn. Hai đứa không có đi. Ok Khoa và Ben nha. Ok Khoa và Ben nha. Khoa và Ben ơi, mua hũ muối ăn đi Khoa và Ben. Nhớ hương vị muối Tây Ninh không? Một hũ nữa. Rồi. Combo 100 đi. Muối tôm hay muối rang vẹ ngon hơn? Em mua combo 100 đi. Bởi vì em biết sao không? Cái combo này nè, anh nói cho Cammy nghe nha. Em mua cái combo này nó lợi hơn ở cái chỗ là em sẽ được sở hữu thêm một cái muối tiêu rang vẹ nữa. Là em ăn để em ăn thử. Mà em có hai cái muối Tây Ninh. Là tại vì em mua cái này là mua một combo gồm muối tiêu rang vẹ và muối tôm Tây Ninh đúng không? Xong rồi em sẽ được tặng thêm một muối tôm Tây Ninh nữa là 100.000. Chia ra. Con nào cũng bự đó thiệt, tao đâu dám đi Úc đâu. Mà người Úc dầm khăm đàng khang lắm. Mấy cái người mà bản địa Úc á, người ta dầm khăm đàng khang lắm. Được ba, được hai vị à. Là một vị này với hai hũ này. Ba vị. Ba vị gì? Nè, một muối tiêu rang ghẹ, một tôm sấy. Và tặng hũ tôm sấy rồi. Tặng hũ tôm sấy rồi. Rồi anh xuống like nha tụi em ơi. Tao vừa đủ rồi đó. KPI tao đặt cho tao đợt này thấp thôi. Tao đặt thấp thôi, tao đặt cao quá tao sợ tao không làm tường. Chưa qua trời. Chưa qua cái gì? Qua đi. Rồi bây giờ anh xuống like nha. Bây giờ là anh cho tụi em thêm 30 giây nữa để tụi em vào giỏ hàng tụi em thanh toán nha. Anh đếm từ 30 cho tới 1 anh tắt like nha. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Xin chào và hẹn gặp lại vào ngày mai. Bye bye nha. Ngủ ngon nha. Chốt đơn đi mấy bà. Không chốt là tôi xuống like là hết đó.